Hổ Tế, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết. Tập 35. Không chờ ông ta tỉnh táo lại, song kiếm của Trân Khải đã xê nhém mạnh vào ông ta. Phập, phóc, máu bắn tung tóe khắp nơi, William huấn luyện viên trưởng karate toàn cầu chết ngay tại chỗ. Trịnh Thu, chúng ta chiến đấu vào ngày khác. Bên trên gian nhà nghỉ mát, vua Muay Thái Fordy không dám chần chừ thêm nữa, dứt khoát xoay người chạy trồn. Ngay cả William cũng đã chết, nếu ông ta tiếp tục ở lại, chờ nhóm cao thủ bao vây đánh đập mình sao? Vẻ on tuy nhiên, đúng lúc vua Muay Thái Fordy xoay người thì Trịnh Thu chọt rút kiềm dài trên bàn đá. Một luồng, kiếm khí khổng lồ trào ra khỏi cơ thể Trịnh Thu, Fordy còn chưa bước được bước thứ ba, đầu ông ta đã đẫm máu bay lên trời. Trà ngon, Trịnh Thu cất kiếm nhấp ngụm trà trong tay. Dù là kẻ mạnh quốc tế cùng thời nhưng dù sao thì Muay Thái cũng ở châu Á. Trịnh Thu được mệnh danh là thánh võ châu Á thời bây giờ, sức mạnh của ông chắc chắn còn hơn cả vua Muay Thái Fordy. Trước mặt Trịnh Thu, vua Muay Thái Fordy chết ngay tại chỗ. Tránh ra, vua Judo Louis 13 bất ngờ ra tay đánh trả trên thân son. Tất cả các cao thủ đều chết, ông ta là người duy nhất còn sót lại. Nếu ông ta không rút lui kịp thời, e rằng kết cục của ông ta sẽ còn tồi tệ hơn. Hôm nay, sức mạnh của son vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, anh đã bị vua Judo Lai 13 đánh gục ngay tại chỗ. Đẩy lùi chiến thần son, vua Judo Louis 13 quay đầu bỏ chạy một cách dứt khoát. Khi ông ta vừa quay lại, một ông già lạ mặt đã đứng trước mặt ông ta. Ha hải! Ông già nhìn Louis 13 bật ra tiếng cười hả hê. Louis 13 tỏ vẻ khinh thường, lão già cút ngay. Ông ta đấm ông già, nhưng ông già cũng đồng thời ra tay. Ông ta nhanh, ông già còn nhanh hơn ông ta. Răng rắc! Trước sự chứng kiến của vô số người, ông già túm cổ Louis 13 vặn nhẹ, cô Louis 13 ngang tàng bị bẻ gấy. Người ra tay là Ám Kim Long Vương, một trong tứ đại Long Vương của Tuyệt Thê Long Môn. PT! Nhìn thấy năm cao thủ vô song đều chết tại chỗ, vô số người há hốc mồm, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Quá kinh khủng! Điều này thực sự quá kinh khủng! Thuận tôi thì sống, nghịch tôi thì chết. Hỏi thử, hôm nay ai dám không đầu hàng? Đứng trên độ cao chỉ huy, Dương Tiêu nhìn xuống lạnh lùng quát. Nhìn chằm chằm bóng dáng Dương Tiêu lạnh thấu xương trên cao, trong lòng vô số người trọt trào ra một luồng khí lạnh thấu xương. Bọn họ nhìn Dương Tiêu như nhìn chằm chằm một thê hệ quỷ thần điện, trong lòng nảy sinh kính sợ. Mọi người có mặt tại hiện trường đều hiểu rằng, nếu lúc này họ không đầu hàng thì chuyện tiếp theo sẽ vô cùng thảm khốc. Vẻ mặt Dương Tiêu uy nghiêm lại hét lên, hỏi thử, ai dám không đầu hàng? Tôi, nhà họ Vương chúng tôi đầu hàng, nhà họ Vương chúng tôi đầu hàng. Một chủ gia tộc lớn ở Đề Đô không còn kìm chế được sợ hãi, vội vàng vứt vũ khí trong tay. Vèo 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 on ngay sau đó, tất cả chiến binh tỉnh nhuệ của gia tộc lớn này đều vứt vũ khí, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Dương Tiêu. Tôi đầu hàng, tôi cũng đầu hàng. Tôi đầu hàng, chúng tôi cũng đầu hàng. Một người dẫn đầu, vô số người vứt vũ khí, lựa chọn đầu hàng với Dương Tiêu. Vốn dĩ bọn họ đến đây giúp đỡ nhà họ Khương ở Đề Đô, nhưng bây giờ nhà họ Khương ở Đề Đô đã sụp đổ, bọn họ hoàn toàn không cần tiếp tục đấu tranh. Chúng tôi đầu hàng, chúng ta đều đầu hàng. Trong phút chốc, hàng chục nghìn người vứt vũ khí trong tay, tất cả đều sợ hãi nhìn Dương Tiêu. Không tới 3 phút, trong hiện trường to lớn chỉ còn lại khoảng 1.000 người nhà họ Khương cầm vũ khí. Chỉ là, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, đứng trên mặt đất toàn thân run rẩy. Cộp cộp. Lúc này, bóng dáng già nua của Dịch Thấp bước xuống từ chiếc xe thể thao màu vàng. Ám Kim Long Vương đích thân cầm ô cho Dịch Thấp, Dịch Thấp thờ ơ nói, giải tán hết đi. Rút lời, 800 hoàng kim thần. Long vệ vừa xuất hiện đều quay về đội. Tiếp đó Dịch Thấp với tay. Vèo 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 on ngay sau đó 100.000 hoàng kim thần long vệ rút giáo trên lưng ném về phía nhóm người. Vèo 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 on 100.000 ngọn giáo vàng bay ra, sau đó 100.000 hoàng kim thần long vệ rút ngọn giáo thứ hai ra ném tiệp. Ngoài việc mang theo một thanh kiếm, mỗi hoàng kim thần long vệ còn mang 3 ngọn giáo vàng trên lưng. 200.000 ngọn giáo vàng ném ra ngoài biên thành ánh sáng vàng, những bóng đen rơi xuống trong đám đông dày đặc. A-an-a-an từng ngọn giáo vàng chém sắt như chém bùn, những ai bị chạm vào đều chết ngay tại chỗ. Lúc này, hiện trường khổng lồ dường như đã biến thành hiện trường Tu La, 70-80.000 người đã bị tàn sát ngay tại chỗ.
Vèo 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 vèo, ngay sau đó, 100.000 ngọn giáo vàng khác phóng thăng lên trời, giống như những mũi tên chiến tranh cổ đại rơi xuống dữ dội. Xung quanh vang lên những tiếng than khóc, vô số người tuyệt vọng. Xác chết lần lượt ngã xuống, tròn 300.000 ngọn giáo vàng rơi xuống, vô số người biên thành linh hồn rưỡi lòng đát. Tại sao lại như thế này? Khi tất cả những ngọn giáo vàng, roi xuống, những người may mắn sống sót kinh hoàng nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu cũng kinh hoàng. Chỉ trong vòng nửa phút hàng chục nghìn người chết, nhìn đám người dày đặc ngã trên mặt đất, nhìn trên mặt đất có rất nhiều máu trào ra, hai mắt Dương Tiêu đỏ đẫn. Anh nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới thầy anh Dịch Thấp sẽ có hành động kinh người như vậy. Giết, Dịch Thấp lại vẫy tay hét lên. Giết đi. Theo sau mệnh lệnh của Dịch Thấp, 100.000 hoàng kim thân long vệ đồng loạt tấn công, tàn sát tất cả những người sống sót còn lại một cách nhanh chóng và dữ dội. Nhìn thấy cảnh này, mí mắt của Dương Thiêu nhảy dựng lên, anh bay nhanh đến chỗ Dịch Tháp hỏi, tại sao? Tại sao phải làm như vậy? Không phải thầy đã nói sẽ không làm gì sao? Tàn sát, thầy tàn sát trăng trợn. Đúng, là tàn sát, có vấn đề gì không? Tháng nhóc thôi, thầy hỏi em biết bây giờ mình có thân phận gì không? Dịch Thấp nghiêm nghị hỏi. Bị Dịch Thấp hỏi, Dương Thiêu nhìn thấy mà giật mình, em là ai không quan trọng. Quan trọng là thủ đoạn của thầy quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn, thằng nhóc thối, em nói về sự tàn nhẫn ở đây với thầy. 5 năm trước, thầy bảo em nhập ngũ là vì trau dồi tính cách của em. Bây giờ xem ra tính cách của em không trau dồi đến nơi đến chốn. Huyền Dịch Thấp, nhìn chằm chằm Dương Tiêu nói tiếp, em đã bao giờ nghĩ tới chưa? Tuyệt thế Long Môn thành lập như thế nào? Tại sao trên thế giới có rất nhiều người nghe đến tên tuyệt thế Long Môn đã sợ vỡ mật? Thầy nói cho em biết. Bởi vì sự thành lập của tuyệt thế Long Môn dẫm đạp lên vô số xác chê mới có địa vị ổn định. Thầy hỏi em, nếu hôm nay em là người thua cuộc, nhà họ Khương có tha cho em không? Nhóm người này có tha cho em không? Đồng đội của em, bạn bè thân thiết của em, bao gồm cả Đường Mộc Tuyết. Em hãy nhớ kỹ, nếu em không có tất cả mọi thứ như ngày hôm nay, không chỉ em chết thảm, vợ em Đường Mộc Tuyết, ngay cả đứa con trong bụng Đường Mộc Tuyết cũng sẽ chết thảm. Nói những điều này, Dịch Tháp rất chân thành. Những người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Nhất là khi trở thành ông lớn, làm người càng phải nhẫn tâm, chỉ cần bạn không nhân tâm thì sớm muộn gì người chê sẽ là bạn. Dịch Thấp đã trải qua quá nhiều, ông đã nhìn thấy quá nhiều, những điều này không hề gây ra bất cứ sóng gió nào trong lòng Dịch Thấp. Điều quan trọng nhất là hôm nay là trận chiến đầu tiên kể từ khi Long Chủ mới của tuyệt thế Long Môn ra mắt, nếu muốn có uy thế tối cao của một Long Chủ điển hình. Giết người là cách đơn giản và hiệu quả nhất. Nhưng thầy cũng không thể làm như vậy. Bọn họ đã đầu hàng rồi. Trên mặt Dương Tiêu tràn đầy vẻ không đành lòng. Tuy Dương Tiêu đã trải qua vô số trận hy lớn nhỏ, giết địch như ma. Nhưng, dù sao những người đó cũng là người nước ngoài, không phải đồng bào của anh. Bây giờ, đám người này đã đầu hàng, thậm chí gần như tất cả đều là người của Thiên Phủ Chi Quốc, Dương Tiêu thật sự không đành lòng. Anh định tha cho những người. Đầu hàng này, hành vi của Dịch Thấp quá khiến người khác kinh hãi. 70.000 người, 70.000 người cứ chết như vậy, thật sự không thể tin được. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Dương Tiêu cũng không thể tin được. Dịch Thấp cười khẩy, thằng nhóc thối, địa ngục trồng không, ác quỷ ở nhân gian, em tin hay không thì tùy, trong những người này sẽ có rất nhiều người sau khi trở về sẽ bí mật phục kích em, thậm chí còn uy hiếp gia đình em. Lòng người thường đáng sợ nhất. Tính mạng con người càng mong manh hơn. Em có bia hàng năm có bao nhiêu người nước mình bị giết ở nước ngoài không? Em không cảm thấy mình là cứu tinh của thế giới sao? Tại sao người nước mình bị hại ở nước ngoài, em lại không thể cứu tất cả bọn họ? Thằng nhóc thôi, em phải nhớ. Thầy đang giúp em, khiến em trở nên mạnh hô nồ, khiến em trở nên mạnh đến mức nhiều ông lớn không lỗ trên thế giới phải nhìn mặt em mà hành động. Một câu nói của em tất cả người dân nước mình bị bất công ở nước ngoài có thể đưa những tên tội phạm ngoài vòng pháp luật kia ra trước công lý, em hiểu được không? Ông đã trải qua quá nhiều, ông từng tốt bụng, tử tê, từng đầy hy vọng. Cuối cùng, cha mẹ của ông đều chết vì nạn, tất cả những người thân và bạn bè của ông đều chết vì nạn. Lúc còn trẻ Dịch Thấp thích một cô gái, vào đêm trước khi kết hôn, vợ ông bao gồm cả đứa con chưa chào đời đều chết. Mà đứa con của ông còn bị móc ra ngâm trong formalin. Kể từ đó, Dịch Thấp càng muốn trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức thuận tôi thì xông, nghịch tôi thì chết thực sự. Ý định ban đầu thành lập tuyệt thế Long Môn là vì những điều này. Nhưng,
Vẻ không đành lòng trên mặt Dương Tiêu càng ngày càng đậm. Không nhưng nhị gì hết, Dịch Tháp măng. Ông trông uy nghiêm, nhưng lại nhìn Dương Tiêu với ánh mắt nhân hậu. Học trò à học trò, rốt cuộc thì em vẫn còn quá trẻ. Em đã không thể xuống tay, thì hãy để người thầy này làm nhân vật phản diện. Sở dĩ làm như vậy là vì thầy không muốn một ngày nào đó em sẽ theo bước chân của thầy. Phốc 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 phốc, ánh sáng lạnh lẽo bắn ra khắp nơi, tất cả các gia tộc lớn ở Đề Đô đối đầu có mặt tại hiện trường đều bị Hoàng Kim Thần Long Vệ nghiền nát một cách đẫm máu. Ừng ực, ừng ực, nhìn thấy 70-80 nghìn người ngã vào vũng máu, Lâm Phàm cậu chủ nhà họ Lâm rụng tóc gáy, nuốt nước bọt ừng ực, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Cũng may mình kịp thời dê chê Khương Võ tỏ rõ lập trường, nếu không e rằng anh ta cũng là một trong những xác chết đó. Đây chính là tuyệt thế Long Môn. Thủ đoạn rất tàn nhẫn. Không ít người đến hiện trường giúp đỡ đều không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên, Cung Minh, Kim Đại Trung và những ông lón khác lại có ánh mắt thờ ơ, họ hiểu rất rõ hành động của Dịch Thấp. Nếu không phải Dương Tiêu là chủ mới của Long Môn, nếu lần này Long Môn không tấn công, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Điều chắc chắn nhất là nếu hôm nay họ gặp bất lợi, thì nhóm người đến từ Trung, nguyên bọn họ chắc chắn sẽ bị xóa sổ. Phải biết rằng không có một kẻ yếu đuối nào đến tiếp viện cho nhà họ Khương ở Đề Đô, chỉ cần lôi ra một nhà đã có lai lịch mây chục tỷ, có thể dễ dàng đè bẹp nhà quyền thế, giàu có ở Trung Nguyên. Nếu không phải Dịch Thập ra lệnh tiêu diệt nhóm người này, một khi những người này tụm ba tụm năm bắt đầu đàn áp họ, thì không một gia tộc nào ở Trung Nguyên có thể chịu đựng được. Ngay cả nhà họ Cung gia tộc mạnh nhất Trung Nguyên cũng khó chống. Lại sự nhắm vào của các gia tộc ở Đề Đô. Dương Tiêu hít sâu một hơi, tâm trạng vẫn dao động rất lớn. Trước đây trên chiến trường có hàng nghìn người chết, Dương Tiêu vẫn bình tĩnh. Bởi vì đó là kẻ thù, những người đó đáng chết. Tuy nhiên, trong số những người này có người đáng chết có người không, cuối cùng những người này lại chết vì sự xuất hiện của thế hệ Long Chủ mới, Dương Tiêu thật sự có vô vàn suy nghĩ. Người đời nói Long Chủ vừa tức giận, hàng triệu xác chê bị chôn vùi, máu chảy hàng nghìn dặm, máu bị cuôn trôi, hàng nghìn bộ xương khô héo. Bây giờ có vẻ như nó không phải là giải, mặc dù nhìn nhận vấn đề trên góc độ của Dịch Thấp, lựa chọn của Dịch Thấp không hề sai. Nhưng, xảy ra trên người Dương Tiêu, anh nhất thời thật sự không thể chấp nhận được. Dịch Thấp võ vai dư, ông Tiêu, biết không, ông già này cũng từng như em. Nhưng cả gia đình và những người thân yêu của thầy đều chết vì lòng tốt của thầy. Thầy không muốn chuyện này lại xảy ra với em. Rất nhiều người nói thầy sông tụ, do tự tại, nhưng có ai hiểu được nỗi cô đơn trong lòng thầy. Nỗi cô đơn trong lòng Dịch Thấp. Dương Tiêu chợt hiểu ra. Đúng vậy, mặc dù quen biết Dịch Thấp nhiều năm, nhưng Dương Tiêu chưa bao giờ thấy bất kỳ người thân nào xung quanh Dịch Thấp. Những người đó đã chết hết rồi sao? Thằng nhóc thối, không cần cảm thán. Có một số việc em không làm được, thì cứ để ông già này lại làm đồ tết. Dịch Thấp chậm rãi nói. Em mờ ầm ầm, mưa như chút nước, màn đêm càng lúc càng tối. Trong Đề Đô, một số lượng lớn bóng dáng màu đen tiếp tục hoạt động bí mật. Cóc cóc cóc, trước cửa của một biệt thự nào đó ở Đề Đô vang lên tiếng gõ cửa. Người trong gia tộc lớn nọ đứng dậy nói, ai vậy? Mở cửa, kiểm tra đồng hồ nước, bên ngoài truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Người trong gia tộc lớn kinh ngạc, kiểm tra đồng hồ nước. Lúc này rồi mà còn kiểm tra đồng hồ nước gì hai? Khi người nọ mở cửa biệt thự, một thanh kiếm dài phóng ra hư rồng bay ra biển. Suýt TL máu bắn tung tóe, rất đông người mặc đồ đen xông vào biệt thự của gia tộc lớn ở Đề Đô nọ. Dao kiếm lóe sáng, hết bóng người này đến hình bóng khác ngã xuống. Kim Lăng Thiên Phủ Chi Quốc, biệt thự nhà họ Thang, một trong 10 nhà quyền thế. Ai đó? Dừng lại cho tôi, nhân viên bảo vệ ở lôi vào biệt thự nhà họ Thang đột nhiên hét lên. Bằng, y người mặc đồ đen đứng đầu càm sa mạc chỉ ứng, anh ta bóp cò một cách ngang tàng. Nhân viên bảo vệ trước cổng biệt thự của nhà họ Thang bị giết ngay tại chỗ. Theo sau tiếng súng vang lên, vô số người trong nhà họ Thang hoảng hốt, rất đông nhân viên an ninh nhà họ Thang vội vàng chạy ra ngoài. Người mặc đồ đen đứng đầu vẫy tay quát lớn, tàn sát nhà họ Thang, chó gà không đát. Vâng, hàng nghìn người mặc đồ đen đồng thanh hét lên. Ở vùng Giang Nam Thiên Phủ Chi Quốc, biệt thự nhà họ Viên, một trong 10 nhà quyền thế. Lúc này, nhà họ Viên rơi vào một tình thế gay gâu. Nhóm người mặc đồ đen bát ngờ ập đến, khiến nhà họ Viên không kịp cảnh giác. Người đứng đầu nhà họ Viên hoảng sợ, các người là ai?
Trong ấn tượng của tôi, nhà họ Viên chúng tôi chưa từng xúc phạm, bất kỳ nhà quyền thế, giàu có nào. Rốt cuộc các người do ai phái tới? Chúng tôi đến từ Tuyệt Thê Long Môn, dám nhằm vào Long Chủ, lập tức chém không thương tiếc. Người mặc đồ đen dẫn đầu đội đột nhiên hét lên. Người đứng đầu nhà họ Viên kinh hãi, cái gì? Tuyệt Thê Long Môn. Tuyệt Thê Long Môn, tổ an bí ân lớn nhất thế giới. Chuyện này, làm sao có thể? Đột nhiên, người đứng đầu nhà họ Viên như đã nghĩ đến điều gì đó. Chẳng lẽ Dương Tiêu, đứa con rơi của nhà họ Dương ở Đề Độ thực sự là Long Chủ mới trong lời đồn? Nếu đúng là như vậy thì nhà họ Viên đã đứng nhầm bên, thật sự kết thúc rồi. Nói xong, mặt mày người đứng đầu nhà họ Viên như cho tàn, ông ta bia xúc phạm Long Chủ sẽ có kết quả gì? Vù 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 vùi không lâu sau, biệt thự nhà họ Viên biến thành biển lửa, tất cả con cháu trực hệ của nhà họ Viên đều bị Tuyệt Thế Long Môn xóa số. Xiết 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 xiết. Dưới cơn mưa lớn, tất cả các gia tộc lớn do nhà họ Khương đứng đầu tham gia vào trận chiến đều bị tiêu diệt. 1, 10, 50, 100. Nhiều người mặc đồ đen tấn công cùng lúc, chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút, một số lượng lớn gia tộc đã bị tiêu diệt. Ám Kim Long Vương nhận được tin, ông báo cáo với Dịch Thấp, đại nhân, tất cả các gia tộc lớn có liên quan đến chuyện này đã bị xóa sổ. Kít kít. Ngay sau đó, một số xe tải lớn đi tới, trên đó chất đầy xác chết. Đều là con cháu của nhà họ Khương, thầy bảo người ta đưa hết cho em. Thằng nhóc thôi, cố gắng trưởng thành, mấy ngày nữa, thầy sẽ rời khỏi Thiên Phủ Chỉ Quốc. Dịch Thấp lại vỗ vai Dương Tiêu. 100.000 hoàng kim thần long vệ được điều động đến xử lý chiến trường. Dưới cơn mưa tầm tã, vết máu trên mặt đất nhanh chóng được rửa sạch. Khoảng 10 giờ sáng, cơn mưa xối xả đã tạnh. Dịch Thấp rời đi, có chút cô đơn rời đi. Ám Kim Long Vương nói với Dương Tiêu, trước khi lão Long Chủ rời đi bảo tôi gửi lời nhắn tới Điện Hạ, nếu cậu có thời gian hãy xem mây. Bộ phim, Cha Dạy và bộ ba thế giới mới do nước ngoài sản xuất. Tôi biết rồi, Dương Tiêu đáp. Không lâu sau, Hoa Mộ Tranh nhận được tin từ Dương Tiệu đã chở mẹ anh Hứa Tuệ Nhàn đến Nghĩa Trang Hương Son. Lậm Phàm dẫn đầu, một nhóm người đến khuôn viên sang trọng nhất ở Nghĩa Trang Hương Sơn được chỉ định. Các nhân vật quan trọng bao gồm Trần Khải, Cung Minh, Kim Đại Trung, Lý Thân Chiến, Lý Minh Hiên đều tham gia buổi đưa tiễn. Sau trận chiến, Dương Tiêu đã kiệt sức về cả thể xác lẫn tinh thần, sau khi chôn cất cha Dương Thiên Khung, tâm trạng của Dương Tiêu càng trở nên nặng nề hơn. Mẹ Hứa Tuệ Nhàn là một người phụ nữ mạnh mẽ, khóe mắt bà đã rơm rớm nước mắt, nhưng bà không khóc thành tiếng. Trần Khải bước tới an ủi, đội trưởng, nén đau thương. Nén đau thương, Cung Minh cùng một nhóm người tiên lên an ủi. Vẻ mặt Dương Tiêu hơi phức tạp, trong lòng có vô vàn suy nghĩ. Anh không biết những gì Dịch Thấp làm rốt cuộc là đúng hay sai. Đôi khi, thực sự cần phải làm đến cùng sao? Anh suy nghĩ kỹ lại, mình tha cho Đường Dĩnh nhiều lần như vậy, nhưng mỗi lần Đường Dĩnh đụng phải anh, Đường Dĩnh luôn sẽ giễu cợt anh. Anh tha cho Vương Kiệt, nhưng Vương Kiệt vẫn muốn đuổi dây anh, thậm chí không tiếc điều động một vụ nổ. Đúng vậy, nếu mình thực sự kiểm soát được mọi thứ. Một câu nói thôi cũng đủ khiến kẻ xấu run sợi. Nếu mình thực sự có quyền có thể, có phải cha anh Dương Thiên Khung sẽ không chết thảm trong thủ đoạn độc ác của nhà họ Khương ở Đề Đô không? Rốt cuộc con người sống để làm gì? Lúc này, Dương Tiêu bàng hoàng. Cô Đường! Cô Đường! Đột nhiên, giọng nói này đến giọng nói khác vang lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe thấy lời nói của mọi người, Dương Tiêu vô thức quay đầu lại. Thấy Đường Mộc Tuyệt mặc áo choàng trăng đứng trong đám đông bôn mất nhìn nhau với anh, ánh mắt trìu mến. Mộc Tuyết, Dương Tiêu vô cùng kinh ngạc. Đường Mộc Tuyết dịu dàng nói, hình như tâm trạng của anh đang dao động rất lớn. Mộc Tuyết, sao em lại tới đây? Dương Tiêu hơi không dám tin người đẹp trước mặt. Không hiểu vì sao trong nháy mắt nhìn thấy Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, đột nhiên củng cố niềm tin trong lòng mình. Con người sống để làm gì? Con người sống là vì bảo vệ tốt hơn. Nhỏ thì bảo vệ gia đình và cha mẹ, lớn thì bảo vệ xã hội và đất nước. Con người sống, nhất định phải có một sứ mệnh của riêng. Đường Mộc Tuyết dịu dàng nói, hôm nay là ngày trốn cất bố, em là con dâu nếu không đến có phải hơi không thích hợp. Trước khi đến không nói trước với anh, có phải hơi đường đột không? Đường Mộc Tuyết đương nhiên nghe nói về trận chiến của Dương Tiêu với nhà họ Khương ở Đề Đô hôm nay. Cô thực sự rất lo lắng cho Dương Tiêu, hơn nữa hôm nay quả thực là ngày quan trọng chôn cất Dương Thiên Khung cha của Dương Tiêu.
là con dâu, khi Dương Thiên Khung còn sống bọn họ chưa từng gặp mặt, hôm nay chôn cất Dương Thiên Khung, cô thật sự nên đến tiễn đưa. Không, em đến vừa đúng lúc, trong lòng Dương Tiêu tràn đầy ấm áp. Đặc biệt khi Đường Mộc Tuyết gọi Dương Thiên Khung là bô, sự thân thiết đó càng trở nên bền chặt. Đường Mộc Tuyết nhìn mọi người tại hiện trường, mọi người, tiếp theo tôi sẽ ở cùng Dương Tiêu. Được, có sự hiện diện của em dâu, tất cả chúng ta có thể yên tâm rời đi. Kim Đại Trung vội vàng hét lên. Đúng đúng đúng, chúng tôi có thể yên tâm rút lui. Nhóm người thông minh rời khỏi nghĩa trang Hương Son, để lại không gian riêng cho họ. Đường Mộc Tuyết nhìn Hứa Tuệ Nhàn, cô nhìn Dương Tiêu, đây hẳn là mẹ của chúng ta đúng không? Dương Tiêu gật đầu, sau đó Dương Tiêu nói với mẹ Hứa Tuệ Nhàn, mẹ, đây là Mộc Tuyết, con dâu của mẹ. Đây chính là Mộc Tuyết, tốt, Tết tốt tốt, nhìn thầy Đường Mộc Tuyết khuynh quạc ni, thành, Hứa Tuệ Nhàn nói ba lần Tết liên tiếp. Mẹ, con là Mộc Tuyết, Đường Mộc Tuyết điềm tĩnh lễ phép nói. Hứa Tuệ Nhàn biết Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đã lâu không gặp nhau, Hứa Tuệ Nhàn khá yên lòng, Mộc Tuyết, con hãy ở bên Tiêu nhỉ, bây giờ thằng bé thực sự dao động rất lớn. Đừng ở lại quá lâu, bây giờ con đang mang thai, không thể để bị cảm lạnh. Cảm ơn mẹ quan tâm, Đường Mộc Tuyết nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy cảnh này, Hoa Mộ Tranh thở dài một hơi nhẹ, trong lòng có chút chua xót. Sau khi Hứa Tuệ Nhàn rời đi, Đường Mộc Tuyết nhẹ nhàng vuốt má Dương Tiêu, khá hơn chưa? Dương Tiêu nắm bàn tay ngọc bích của Đường Mộc Tuyết, Mộc Tuyết, từ lúc anh nhìn thấy em đã tốt hơn nhiều rồi. Đúng vậy, trong nháy mắt nhìn thấy Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu thật sự có thể hiểu được tâm trạng của Dịch Thấp lúc đó. Nếu những gì Dịch Thấp nói là sự thật thì có lẽ Dương Tiêu cũng sẽ giống như Dịch Thấp. Ai dám động đến gia đình anh sẽ lấy mạng liều mình bảo vệ. Đúng vậy, lần này Dịch Thấp trở thành nhân vật phản diện, giúp anh diệt trừ mọi thứ. Đường Mộc Tuyết bước tới nhẹ nhàng nhào vào trong vòng tay của Dương Tiêu, cho dù sau này xảy ra chuyện gì, bất kể hiện tại anh đang phải trải qua điều gì, đừng lo lắng, không cần biết phía trước là vực sâu muôn trượng hay núi đao biển lửa, đời này em sẽ đồng hành cùng anh. Dương Tiêu mệt mỏi nhắm mắt lại, anh vòng tay qua eo Đường Mộc Tuyết, ý thức trách nhiệm trên vai càng mạnh mẽ hơn. Bố, con và bố chưa bao giờ gặp mặt chính thức. Nhưng con tin rằng, lý do vì sao năm đó bố ra ngoài là vì nhất định muốn dẫn dắt nhà họ Dương ở Đế Đô đến vinh quang, nhất định là muốn cho mẹ con một mái ấm gia đình. Cảm ơn bố, con đã học được rất nhiều điều từ bó. Thù lớn, con trai đã báo thù cho bố. Dòng máu của chúng ta có người kế tiếp con Dương Tiêu đời này sẽ không làm người thất vọng. Tôi Dương Tiêu đời này nhất định sẽ mạnh đến mức khiến những kẻ xấu nghe đến tên đã sợ vỡ mật, bảo vệ vợ yêu, che chở cho gia đình, không để cho người khác bắt nạt. Trận chiến lớn kết thúc, nhà họ Khương ở Đế Đô bị quét sạch, tin tức truyền ra, một hòn đá khuấy động ngàn sóng. Bên trong Long Ảnh, gì, thằng nhóc Dương Tiêu đó thắng rồi, Lý Vân Long kích động suýt nhảy cân lên. Khi biết nhà họ Khương ở Đế Đô đã tập hợp rất đông người, Lý Vân Long thực sự đổ mồ hôi lạnh cho Dương Tiêu. Cùng lúc đó, ở Đế Đô xôn xao như bom đạn. Không đùa đây chứ, lúc hai bên quia đầu, nhà họ Khương ở Đế Đô tụ tập nhiều người như vậy. Cuối cùng nhà họ Khương lại có kết cục thất bại. Bây giờ những người nhà họ Khương kia thế nào rồi? Ai, đừng nhắc tới nữa, nghe nói Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương ở Đế Đô đã chết, Khương Võ chủ nhà họ Khương cũng chết, anh tán thủ Khương Văn Long cũng chết, toàn bộ nhà họ Khương ở Đế Đô xong đời hết. Các người còn chưa biết đúng không, lần này nhà họ Khương ở Đế Đô mời ba ông lớn siêu cấp, huấn luyện viên trưởng Karate toàn cầu William, vua Muay Thái Fordy và vua Dudo Louis 13. Tất cả những người tham gia trận chiến này đều đã chết. Tin tức vừa đưa ra, vô số người kinh ngạc hàm như vỡ ra. Quá mạnh, quá dũng mãnh. Không ai ngờ Dương Tiêu đã không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã có thể nhổ tận gốc nhà họ Khương, nhà quyền thế lớn nhất thiên phủ chỉ quốc. Điều này thực sự quá kinh hãi. Bị diệt, tất cả những người tham gia đều bị diệt. Nhận được tin, bà cụ nhà họ Dương ở Đế Đô ngồi thân thờ. Dương Bân Hàn không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán, anh ta biết Dương Tiêu rất có bản lĩnh, nhưng không ngờ Dương Tiêu lại mạnh đến mức có thế lật đổ nhà họ Khương ở Đế Đô. May mắn, nhà họ Dương không mạo phạm đến tiếp viện cho nhà họ Khương, nếu không e là nhà họ Dương ở Đế Đô bọn họ cũng sẽ bị diệt. Lucifer âm thầm, sửng sốt, xem ra lão quỷ Dịch Thấp này thật sự muốn giao vị trí Long Chủ cho Dương Tiêu. Không chỉ điều động Hoàng Kim Thần Long Vệ riêng của Long Chủ,
mà còn ra tay giúp đỡ Dương Tiêu giết tất cả các gia tộc tham gia, khoản này không hề nhỏ. Tại nhà họ Liễu ở Đề Đô, khi Liễu Cẩm Văn chủ nhà họ Liễu nghe tin đó, sắc mặt ông ta ngưng tụ, bọn Dương Tiêu đã thăng. Điều này thực sự khó tin. Thưa chủ nhà, hiện tại trinh thám nhà họ Liễu chúng ta đã xác định được, chính Lý Thần Chiến đã giết anh tán thủ Khương Văn Long Gồ. Quản gia nhà họ Liễu báo cáo. Liễu Cẩm Văn ngạc nhiên nói, Lý Thần Chiến đã diệt anh tán thủ Khương Văn Long. Vâng, chủ nhà, quản gia nhà họ Liễu lại xác nhận. Liễu Cẩm Văn sờ cằm, ánh mắt dần trở nên tối lại, nếu là như vậy, chuyện của Nhự Yên và Lý Thần Chiến thật sự cần phải xem xét lại. Vì tuyệt thế Long Môn đích thân ra tay, cho nên chuyện này đã được giữ bí mật. Dương Tiêu có phải là Long chủ mới hay không đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là trận đầu tiên của thế hệ Long chủ mới đã khởi động hoàn toàn sức mạnh của Long chủ. Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Đường Mộc Tuyết đưa cho Dương Thiên Khung một bó hoa rồi nói với Dương Tiêu. Dương Tiêu gật đầu, anh phải xem xét tình trạng thể chất của Đường Mộc Tuyết, dành thời gian cho mẹ anh. Vừa ra ngoài, mẹ Hứa Tuệ Nhàn lại đi vào. Nhìn bóng lưng của Hứa Tuệ Nhàn, Đường Mộc Tuyết không nhìn Hoa Mộ Tranh, giọng điệu cô bình tĩnh. Cảm ơn cô Hoa đã giúp tôi chăm sóc mẹ tôi mấy ngày qua, Mộc Tuyết thật sự rất biết ơn, chờ chuyện này xong xuôi Mộc Tuyết sẽ đón mẹ về Trung Nguyên, không làm phiền cô Hoa nữa. Chuyện này, Hoa Mộ Tranh nghe xong, cô vô thức nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu chưa kịp nói, Đường Mộc Tuyết đã dịu dàng nhìn Dương Tiêu, em ở thành phố Trung Nguyên có rất nhiều lúc nhàm chán, hay để mẹ về Trung Nguyên với em đi. Em nghĩ chắc mẹ rất quan tâm đến cháu nhỏ của mẹ, em cũng muốn đến gần mẹ hơn. Dương Tiêu, anh thầy thế nào? Hải, chuyện này, Dương Tiêu ngắn ra. Lúc này Đường Mộc Tuyết mới nhìn về phía Hoa Mộ Tranh, Hoa Mộ Tranh cũng nhìn Đường Mộc Tuyết với ý cười trên mặt. Trong phút chốc, một cuộc chiến tuyên bố lập trường diễn ra một cách vô hình. Nhìn nụ cười vô hại của hai người bọn họ, cho dù Dương Tiêu là một người thẳng như thép, anh cũng thầy là lạ chỗ nào đó. Chẳng lẽ đây là tranh, tranh thủ tình cảm? Hai Wume Umnumanan. Andrian Serer tất nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ chọt lóe lên trong đầu Dương Tiêu rồi biến mất. Anh chưa đến mức tự yêu bản thân mình như vậy. Trong lòng Dương Tiêu, Hoa Mộ Tranh luôn là hình tượng có chỉ số EQ cao, chỉ số quy cao, Hoa Mộ Tranh sẽ không bao giờ thích mình. Dương Tiêu không hề hay. Biết, kể từ lúc anh đến nhà họ Bạch ở Giang Nam cướp dâu, Hoa Mộ Tranh đã có tình cảm sâu đậm với anh. Hoa Mộ Tranh quả thật là một người phụ nữ thông minh, cô đương nhiên hiểu Đường Mộc Tuyết muốn nói gì. Hoa Mộ Tranh nghịch cọng tóc dài trước trán cười nhẹ, cô Mộc Tuyết nói đúng. Dương Tiêu, sau chuyện này để bác Hứa theo cô Mộc Nu, ết về Chi Nguyên nghỉ ngơi hai ngày đi. Nếu bác Hứa rảnh rỗi nên đê đồ, chỉ cần nói với tôi là được. Dương Tiêu sờ mũi. Đường Mộc Tuyết nhìn Hoa Mộ Tranh cười gật, đầu nhẹ, Hoa Mộ Tranh cũng cười gật đầu. Một cuộc đối đầu vô hình đã âm thầm xảy ra. Dương Tiêu luôn cảm thấy kỳ lạ, nhưng anh không thể nói chính xác là kỳ lạ ở đâu. Không phải Đường Mộc Tuyết quá nhạy cảm, mà là Đường Mộc Tuyết vừa nhìn đã nhận ra Hoa Mộ Tranh có tình cảm với Dương Tiêu. Loại tình cảm này, không cần nói ra, ánh mắt sẽ nói cho bạn biết. Chỉ là Đường Mộc Tuyết biết Dương Tiêu là một kẻ ngu ốc trên phương diện tình cảm, anh không hề nhận ra Hoa Mộ Tranh có tình cảm với mình. Hoa Mộ Tranh thật sự rất xinh đẹp, lại còn là người phụ nữ có chỉ số thông minh cao trên thế giới, điều này khiến cho Đường Mộc Tuyết ngửi được cảm giác khủng hoảng. Tục ngữ nói. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế, Đường Mộc Tuyết đang vô hình chứng tỏ lập trường của mình. Không phải Đường Mộc Tuyết ích kỷ, mà là trên mặt tình cảm mọi người đều ích kỷ. Hơn nữa, cô đã mang thai đứa con của Dương Tiêu, cô kiên quyết không cho phép mình và Dương Tiêu nảy sinh khủng hoảng trong tình cảm. Nụ cười trên mặt Hoa Mộ Tranh tồn tại rất lâu, cô biết tiên biết lùi, biết làm sao để không khơi dậy sự chán ghét của Dương Tiêu. Bây giờ, cô đã giúp Dương Tiêu phụ trách tập đoàn Đề Hào. Tương lai cô sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với Dương Tiêu. Đối với Hoa Mộ Tranh, trong chuyện tình cảm cô rất coi trọng thuận theo tự nhiên. Mặc dù cô thực sự có ấn tượng tốt về Dương Tiêu, nhưng Hoa Mộ Tranh hy vọng thuận theo tự nhiên. Cô có điểm mã ấu chốt của mình, Dương Tiêu cũng đã có gia đình có con cái. Nếu Dương Tiêu không có ý này, Hoa Mộ Tranh sẽ không chủ động tiên lên. Khoảng một giờ sau, Hứa Tuệ Nhàn bước ra khỏi Nghĩa Trang Hương Sơn. Trên má bà có dấu vết của những giọt nước mắt chảy dài, như, ân khi nhìn thấy Đường Mộc Tuyết, rõ ràng tâm trạng của Hứa Tuệ Nhàn đã tốt hơn rất nhiều. Mặc dù chồng bà đã rời khỏi thế giới tươi đẹp này, nhưng dòng dõi của họ đã mở ra một thế hệ mới.
Đường Mộc Tuyết đột nhiên đến Đế Đô, điều này khiến Dương Tiêu vừa ngạc nhiên vừa thích. Sau khi sắp xếp khách sạn xong, Hứa Tuệ Nhàn kéo Đường Mộc Tuyết nói chuyện gia đình, nhìn Đường Mộc Tuyết với ánh mắt dịu dàng. Buổi trưa, Đường Mộc Tuyết cảm thấy hơi buồn ngủ, lúc này Hứa Huệ Nhân mới ra khỏi phòng. Hứa Tuệ Nhàn tìm Dương Tiêu, Tiêu Nhi, con đi theo mẹ. Hả, mẹ, có chuyện gì sao? Dương Tiêu ngạc nhiên đứng dậy hỏi. Đi theo Hứa Tuệ Nhàn ra ngoài, Hứa Tuệ Nhàn nghiêm nghị nhìn Dương Tiêu, Tiêu Nhi, con và cô gái Mộ Tranh có quan hệ gì? Hoa Mộ Tranh, không có gì cả. Dương Tiêu thắc mắc. Hứa Tuệ Nhàn kéo Dương Tiêu, Tiêu Nhi, con hãy nói thật với mẹ. Mẹ, mẹ sao vậy? Thật sự không có gì cả. Dương Tiêu dở khóc dở cười. Mẹ đột nhiên hỏi anh vấn đề này, khiến Dương Tiêu thực sự bất ngờ. Anh và Hoa Mộ Tranh thật sự không có gì, bị mẹ hỏi như thế, Dương Tiêu thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Thấy Dương Tiêu không giống như đang nói dối, Hứa Tuệ Nhàn thở dài nhẹ, Mộ Tranh là một cô gái tốt, nhưng bây giờ con đã có gia đình, con cần phải phân rõ chủ yếu và thứ yếu, biết chưa? Phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Dương Tiêu hoàn toàn sững sờ, cái nào là chủ yếu, cái nào là thứ yếu. Nói thật, mấy ngày qua ở bên Hoa Mộ Tranh, Hứa Tuệ Nhàn thực sự thích một người phụ nữ thông minh và chu đáo như Hoa Mộ Tranh. Tuy nhiên, Đường Mộc Tuyết cũng không kém hơn nữa còn người vợ kê tóc chính thức với Dương Tiêu. Lúc này cô đang mang thai dòng máu nhà họ Dương, từ tận đáy lòng Hứa Tuệ Nhàn thiên vị Đường Mộc Tuyết hơn một chút. Hoa Mộ Tranh cũng rất tốt, nếu phải lựa chọn, Hứa Tuệ Nhàn thực sự rất khó làm. Là phụ nữ, Hứa Tuệ Nhàn có thể nhìn ra Hoa Mộ Tranh thích Dương Tiêu. Lúc này, Hứa Tuệ Nhàn thực sự rơi vào tình thê khó xử. Mẹ, mẹ cũng, buồn ngủ sao, hay mẹ cũng chợp mất đi? Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Có một cảm giác mà chính Dương Tiêu cũng không nói ra được, tại sao lại có cảm giác tất cả mọi người đều đặt mình và Hoa Mộ Tranh ở cùng một chỗ? Giữa anh và Hoa Mộ Tranh thật sự không có gì cả. Hứa Tuệ Nhàn vỗ vào mu bàn tay của Dương Tiêu, nhìn Dương Tiêu với ánh mắt đầy ân ý. Dương Tiêu thật sự mơ màng. Càng ngày càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đường Mộc Tuyết và Hoa Mộ Tranh gặp nhau cứ thầy là lạ, bây giờ mẹ nói chuyện với mình cũng là la, Dương Tiêu thật sự rất đau đầu. Là một người đàn ông thẳng như thép điển hình, trong chuyện tình cảm giữa Y Tiêu như tờ dây trăng. Khoảng 2 giờ chiều, Đường Mộc Tuyết mới mở mắt ra. Cô khẽ ho một tiếng, Dương Tiêu vội vàng bưng một ly nước âm tới. Mộc Tuyết, nào, mau uống nước đi, hôm nay gió lớn, cẩn thận bị cảm. Đồng thời, nhìn Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu cũng thầm mừng rỡ. Cũng may lúc Đường Mộc Tuyết tới không thấy mình quyết chiến với nhà họ Khương, nếu không, không biết sẽ mang đến tác động thị giác gì cho Đường Mộc Tuyết. Vâng, Đường Mộc Tuyết nhẹ nhàng câm lây cốc nhập một ngụm. Nhấp một ngụm nước ấm, Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu trìu mến, em muốn hỏi anh một chuyện, anh phải trả lời thật với y mồ. Mộc Tuyết, em nói đi. Dương Tiêu cười dịu dàng. Đường Mộc Tuyết cười nói. Anh thầy Hoa Mộ Tranh cô Hoa là người như thế nào? Cô Hoa, Dương Tiếu lộ vẻ kinh ngạc, sao lại nhắc tới Hoa Mộ Tranh nữa? Dương Tiêu cũng không nghĩ nhiều, anh nói thẳng, phải thừa nhận cô Hoa là một người phụ nữ rất thông minh và quyền lực. Nếu thật sự phải miêu tả, thì cô Hoa như vương tá chỉ tài. Đánh giá cao như vậy, Đường Mộc Tuyết cười nhẹ. Dương Tiêu thừa nhận nói, đúng vậy, cô Hoa có tài năng vô song trên đời, thật sự rất phi thường. Quả thật như vương tá chỉ tài. Vương tá chỉ tài, chỉ có người trợ giúp vua lập nghiệp chỉ quốc mới có. Thời xưa, đây là cách đánh giá một người rất cao. Nhìn thấy Dương Tiêu không hề che giấu, Đường Mộc Tuyết cảm thấy yên tâm hơn. Cô trìu mên nhìn Dương Tiêu, Dương Tiêu, vừa nãy ngủ chưa em đã nghĩ, em cảm thấy mình không thể ích kỷ như vậy được. Nếu một ngày nào đó anh thích người khác, mong anh hãy nói cho em biết. Em không quan tâm anh sẽ thích người khác hay không, em hy vọng nếu có ngày đó anh hãy luôn đặt em ở vị trí quan trọng nhất. Đúng vậy, Dương Tiêu quá xuất sắc, ngay cả một người phụ nữ có quy cao tàn Hoa Mộ Tranh cũng thầm mến Dương Tiêu, càng không phải kể đến những người phụ nữ xa lạ khác. Không phải Đường Mộc Tuyết không có tự tin vào bản thân, cũng không phải không có tự tin với Dương Tiêu. Dương Tiêu được các cô gái xuất sắc khác thích, Đường Mộc Tuyết vui vẻ còn không kịp. Bởi vì như... Thế mới có thể chứng minh ánh mắt của Đường Mộc Tuyết rất tốt, người đàn ông của cô, Dương Tiêu là rồng trong đám đông. Tuy nhiên, chuyện tương lai không ai có thể chắc chắn được. Đường Mộc Tuyết biết trong tương lai sẽ có rất nhiều cô gái soát sắc vây quanh Dương Tiêu, cô
cô không thể đoán trước được mọi thứ trong tương lai. Mộc Tuyết, anh, Dương Tiêu như bị điện giật mở miệng. Ngay lúc Dương Tiêu vừa mở miệng, Đường Mộc Tuyết duỗi ngón tay ngọc đặt lên môi Dương Tiêu, trong mắt cô hiện lên vẻ dịu dàng đằm thắm. Dương Tiêu, em Đường Mộc Tuyết đời này, nếu là hoa hồng em sẽ mang hương thơm đến cho anh, nếu là mặt trời sẽ mang ánh nắng đến cho anh. Nếu em là kim cương em sẽ cho anh sự vĩnh cửu. Nếu em là tình yêu của anh, em sẽ cho anh quãng đời nóng bỏng còn lại. Đời người giật dài, thích vừa phải là thoải mái nhất. Anh không cần quá tốt, em thích là được. Em không phải rất tốt, anh không ghét là được. Umarananehoawagrananuran nhìn Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu có thể cảm nhận rõ tình yêu rực lửa của Đường Mộc Tuyết dành cho anh. Đúng vậy, Đường Mộc Tuyết đã coi Dương Tiêu là tất cả của mình, cô làm như vậy đã vô hình đưa ra một quyết định rất sáng suốt. Cô biết trong tương lai bên cạnh Dương Tiêu sẽ có rất nhiều cô gái xuất sắc vậy quanh, Đường Mộc Tuyết quy định không ích kỷ mà mặc kệ. Cô muốn trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của Dương Tiêu, cô sẽ trở thành nội trợ hiên dịu lớn nhất trong cuộc đời Dương Tiêu. Lúc mấu chốt Dương Tiêu bị thương cô sẽ xuất hiện chữa lành mọi vết thương trên người Dương Tiêu. Dương Tiêu thấy khóe miệng hơi chát, anh có thể cảm nhận được tình cảm của Đường Mộc Tuyết dành cho mình. Dương Tiêu nắm tay Đường Mộc Tuyết, vẻ mặt cương chiều nói, Mộc Tuyết, cảm ơn Imo, cảm ơn em rộng lượng và bao dung, anh hứa với em, anh Dương Tiêu đời này thà phụ trời chứ không phụ người mình yêu. Đúng vậy, thà phụ trời chứ không phụ người mình yêu. Đây là lời thề tình yêu lớn nhất của Dương Tiêu. Trong chuyện tình cảm anh không giỏi ăn nói, nhưng đây là những lời nói chân thành nhất của Dương Tiêu. Không ai có thể ngờ rằng Dương Tiêu nhất ngôn cửu đỉnh, bởi vì lời hứa hẹn hôm nay với Đường Mộc Tuyết, anh thực sự không phụ quãng đời còn lại của Đường Mộc Tuyết. Đây là chuyện sau này, tạm thời không nhắc tới. Em tin anh, cũng giống như em tin chính em, Đường Mộc Tuyết dịu dàng nói. Dương Tiêu nhẹ nhàng ôm eo Đường Mộc Tuyết, Đường Mộc Tuyết cũng nhào vào trong vòng tay của Dương Tiểu, hai người ôm nhau. Khoảnh khắc này biến thành vĩnh hằng. Sáng nay chôn cất Dương Thiên Khung, trận chiến giữa Dương Tiêu và Khương Khâu Phong hoàn toàn kết thúc, ngay sau đó đã quét sạch toàn bộ Thiên Phủ Chi Quốc. Tin nhanh, lưỡi dao sắc bén của đất nước cũ và mới đấu một trận sinh tử, thần chết điện hạ giết chết thế hệ trước Khương Khâu Phong chỉ trong một chiêu. Tin tức mới nhất, nhà họ Khương nhà quyền thế lớn nhất Thiên Phủ Chi Quốc đã bị tiêu diệt, hiện giờ tất cả con cháu trực hệ của nhà họ Khương đều đã chết. Tin tức bùng nổ, hàng trăm gia tộc ở đế đô tham gia trận chiến ở Nghĩa Trang Hương Sơn sáng nay đã bị xóa số, hàng trăm gia tộc bị một nhóm người bí ẩn diệt xẻ trồ. Trong phút chốc, không biết có bao nhiêu tin tức được đưa ra. Vô số người sửng sốt, bọn họ không ngờ rằng chuyên kỳ thể hệ trước Khương Khâu Phong thật sự bị thần chê Mr. Yang giết chết. Chẳng mấy chốc, có người cũng đã nắm được thông tin chính xác. Truyền kỳ thế hệ trước Khương Khâu Phong đã giết cha ruột của thần chết. Khi biết tin, mọi người đều chợt hiểu ra. Thù giết cha, không đội trời chung. Chẳng trách thần chết đã ra tay tiêu diệt truyền kỳ thế hệ trước Khương Khâu Phong. Đồng thời, vô số người cũng kinh ngạc trước thủ đoạn cứng rắn của Dương Tiêu. Hàng trăm gia tộc lớn ở đề đô đồng loạt bị xóa số, thủ đoạn này đơn giản là kinh hãi. Do ảnh hưởng của vụ việc quá lớn, Lý Vân Long người phụ trách Long Ảnh đã đích thân đứng ra cảnh báo trước đông đảo giới truyền thông trong nước. Không được phép phát sóng mọi sự việc của Nghĩa Trang Hương Son hôm nay, tránh gây bát ôn xã hội. Lý Vân Long đích thân ra mặt, các phương tiện truyền thông trong nước lần lượt rút lại phương án viết bài, cũng sẽ không thông báo tất cả những gì về Dương Tiêu nữa. Dám chống lại Long Ảnh, đơn giản là chán sông. Mặc dù vậy, rất nhiều lời đồn thổi đã được truyền đi. Ít nhất hàng chục triệu người trên khắp đất nước đã nghe về tình huống này. Thì sau bao nhiêu năm, trí nhớ của mọi người về truyền kỳ thế hệ trước Khương Khâu Phong gần như mờ nhạt, rất ít người biết đến sự tồn tại của Khương Khâu Phong. Ngược lại, có vô số người biết đến thân chết Mr. Yang. Biết tin thần chết Mr. Yang xuống núi sau 5 năm trời im hơi lặng tiếng, không biết bao nhiêu người dân trong nước vui mừng. 5 năm trước, chính phủ thông báo thần chết Mr. Yang đã chính thức xuất ngũ. Tin tức vừa đưa ra, không biết bao nhiêu người đã vô cùng đau buồn. Lúc đó, vô số người đồn đoán thần chết Mr. Yang, lưỡi dao sắc bén của đất nước mạnh nhất Thiên Phủ Chỉ Quốc đã không may gặp nạn trong lúc làm nhiệm vụ. Bây giờ, Dương Tiêu xuất hiện không biết có bao nhiêu người vui vẻ như điên. Ngoài ra, Dương Thiên Khung cha của Dương Tiêu quả thực đã chết trong tay hai cha con Khương Khâu Phong, rất ít người thương cảm cho nhà họ Khương. Thế giới bên ngoài đang xôn xao.
mà Dương Tiêu không quan tâm đến mọi thứ bên ngoài. Nằm ở trên giường, Dương Tiêu ôm Đường Mộc Tuyết, Đường Mộc Tuyết áp mặt vào ngực Dương Tiêu như một con mèo con. Dương Tiêu hỏi, trong khoảng thời gian này, ở Trung Nguyên bọn Đường Hạo không gây sóng gió gì đâu chứ? Tập đoàn dược phẩm Hạo Thiên sắp khôi chống đỡ được nữa rồi. Theo tình hình hiện tại, bọn họ nhiều nhất chỉ còn cầm cự được một tháng. Đường Mộc Tuyết dịu dàng nói. Dương Tiêu ngạc nhiên, nhanh như vậy. Mộc Tuyết, cổ tay của em cũng cứng quá rồi. Trong ấn tượng Dương Tiêu, khi anh vừa rời khỏi Trung Nguyên, tập đoàn dược phẩm Hạo Thiên và tập đoàn Tuyết Tiêu đang giằng co thực lực ngang nhau. Bây giờ Đường Mộc Tuyết chỉ mất một khoảng thời gian ngắn đã có thể ép được Đường Hạo, điều này khiến Dương Tiêu thật sự bất ngờ. Theo xu hướng phát triển, cuối cùng bọn Đường Hạo không gánh nổi nữa, Đường Mộc Tuyết trọt lộ ra khí thế của người phụ nữ mạnh mẽ. Cô nói đúng, bọn Đường Hạo không tồn tại được lâu nữa. Đường Mộc Tuyết thăng tiên cực kỳ nhanh, cô không ngừng vươn mình trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ siêu cấp kinh doanh. Hiện giờ kỹ năng của cô cũng không thua kém nhiều người nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh. Xét cho cùng, kết cấu trước đây của nhà họ Đường quá nhỏ, Đường Mộc Tuyết không có không gian phát huy. Bây giờ, Đường Mộc Tuyết phụ trách tập đoàn Tuyết Tiêu, tài năng và trí tuệ của cô đã được phát huy triệt đề. Lúc này, Đường Mộc Tuyết nói thẳng, trong mặt cô bọn Đường Hạo, Tạ Quân, Miyamoto Masao chỉ là một đám người ô hợp. Đúng vậy, chỉ là một đám người ô hợp. Mỗi người trong số họ đều có ích kỷ của riêng, một khi có ích kỷ, Đường Mộc Tuyết có thể phá vỡ từng người một. Ngoài ra, tập đoàn Tuyết Tiêu còn có nhà họ Cung, nhà quyền thế nhất thành phố Trung Nguyên, Kim Đại Trung, Hình Kiên và những người khác giúp sức. Sự phát triển của tập đoàn Tuyết Tiêu giống như bật đèn xanh cả đường. Trước khi rời Trung Nguyên, Dương Tiêu đã mở đường cho tập đoàn Tuyết Tiêu. Điều quan trọng nhất là sở dĩ tập đoàn Dược Phẩm Hạo Thiên có thể được thành lập, hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Dương Bân Hàn. Bây giờ, địa vị của Dương Bân Hàn đang bị đe dọa, không có Dương Bân Hàn hỗ trợ, Đường Hạo phải làm một mình, mọi thứ phải dựa vào bản thân. Nói thật, Đường Hạo đúng là người có tài, trước đây ở nhà họ Đường, Đường Hạo dồn hết tài năng vào suy nghĩ nhỏ riêng. Đáng tiếc, cho dù Đường Hạo có tài năng cũng không thể sánh được với tốc độ phát triển của Đường Mộc Tuyết. Không có Dương Bân Hàn hỗ trợ, sự ủng hộ của Tạ Quân, Miyamoto Masao với Đường Hạo ngày càng nhỏ. Rốt cuộc đám người này đều là người xảo quyệt, bọn họ xem xét tình hình, thấy tình hình không ổn sẽ ngừng tiếp tay cho Đường Hạo. Dương Tiêu giơ ngón tay cái lên cho Đường Mộc Tuyết của anh rất giỏi. Đương nhiên, đừng quên, em là Đường Mộc Tuyết mạnh nhất trên trái đất, sẽ không làm anh thất vọng. Đường Mộc Tuyết có chút kiêu ngạo của cô gái. Như thể nhận được lời công nhận của Dương Tiêu là chuyện khiến Đường Mộc Tuyết hạnh phúc nhất. Cô biết, trước kia luôn là Dương Tiêu bảo vệ cô. Bây giờ có cơ hội phát triển, Đường Mộc Tuyết sẽ nắm chắc, khiến bản thân ngày càng mạnh mẽ hơn, để cho tất cả những kẻ xấu nhìn thấy cô đã sợ vỡ mật. Cô thực sự muốn trở thành Đường Mộc Tuyết mạnh nhất trên trái đất. Đường Mộc Tuyết mong rằng một ngày nào đó cô có thể bảo vệ lại Dương Tiêu. Nếu ngày đó thật sự đến, Đường Mộc Tuyết sẽ rất có trách nhiệm nói với dưới, Tiêu. Dương Tiêu, nếu ước mơ của anh là bảo vệ thế giới, thì hãy để em bảo vệ anh. Dương Tiêu rất vui mừng, anh mừng vì lúc đó mình đã lựa chọn đúng. Nếu lúc đó Đường Hạo bị giết, Đường Mộc Tuyết đã không trưởng thành nhanh như vậy. Bây giờ Đường Mộc Tuyết đã trưởng thành, chờ anh giải quyết Lucifer xong, trở về Trung Nguyên sẽ tính một khoản lớn. Trong lúc Dương Tiêu đang suy nghĩ, một cuộc điện thoại khẩn cấp gọi đến. Nhóc Dương, cậu đang ở đâu? Vô cùng khẩn cấp, mau tới giúp đỡ, xảy ra chuyện lớn. Người gọi tới rõ ràng là Thánh Cờ Bạch Nguyên Kiệt đã lâu không gặp. Nghe thấy tiếng kêu cứu của Bạch Nguyên Kiệt, Dương Tiêu cho rằng Bạch Nguyên Kiệt xảy ra chuyện lớn, anh vội hỏi, ông Bạch, tình hình bên ông như thế nào? Cao thủ bên phía Hàn Quốc tấn công, các kỳ thủ cờ vây nước ta thua liên tục, sắp không gánh được nữa. Sáng nay liên lạc với cậu nhưng không liên lạc được. Bạch Nguyên Kiệt vội vàng nói. Kỳ thủ cờ vây, thua liên tục, ông Bạch, ý của ông là cờ vây à? Tôi còn tưởng là chuyện gì, do tôi giật mình. Xác định Bạch Nguyên Kiệt không gặp vấn đề về an toàn cá nhân, Dương Tiêu nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm. Sáng nay anh đang chuẩn bị đối phó với nhà họ Khương, điện thoại vẫn luôn tắt máy nên Bạch Nguyên Kiệt không gọi được cho anh là phải. Lúc này, Dương Tiêu nhớ lại, lúc trước ở thành phố Trung Nguyên, Bạch Nguyên Kiệt quả thực đã hẹn anh chuẩn bị cho trận chiến cờ vây quốc gia ở Đề Đô. Bạch Nguyên Kiệt vội vàng nói,
tôi nghe nói bây giờ cậu đang ở Đế Đô, cậu có tiện không? Liên quan đến vinh quang của nước ta, thế hệ mới đều trông cậy vào cậu. Ông Bạch gửi địa chỉ cho tôi sẽ đến ngay. Dương Tiêu nghiêm nghị nói. Ở thành phố Trung Nguyên, anh và ông Bạch Bạch Nguyên Kiệt và ông cụ Cung Cung Thiên Tè đã trở thành nhóm bạn từ lâu. Bạch Nguyên Kiệt, làm việc bình tĩnh, nếu không gặp vấn đề khó giải quyết, nhất định sẽ không dễ dàng mở miệng. Lúc này Bạch Nguyên Kiệt kêu cứu có vẻ như Bạch Nguyên Kiệt quả thực đã gặp phải rắc rối lớn. Cúp điện thoại, Đường Mộc Tuyết ngạc nhiên nói, nghe giọng nói, hình như là ông cụ Bạch, Bạch Nguyên Kiệt. Đúng vậy, hình như ông Bạch ở chỗ đánh cỏ vây gặp chuyện. Mộc Tuyết, anh ra ngoài xem một chút, Dương Tiêu dịu dàng nói. Đường Mộc Tuyết cười ấm áp, đi đi, nhớ về sớm. Ừ, Dương Tiêu không chần chờ. Nữa, anh đứng dậy mặc quần áo rồi lái Nai 15 đi nhanh về phía Bạch Nguyên Kiệt. Lúc này, trên quốc tế sóng gió bão bùng. Một bản tin vang dội quốc tế, gây tiếng vang lớn trên đấu trường quốc tế. Trận chiến đầu tiên Long Chủ mới xuất hiện, một kiếm cắt đứt cổ truyền kỳ thế hệ trước Khương Khâu Phong. Huấn luyện viên trưởng Karate toàn cầu William đời trước bị sát thần Đông Phương Thần Ưng khi xưa chặt đầu. Thánh võ châu Á Trịnh Thu ra tay, rút kiếm chém kẻ thù vua Muay Thái Phò đi. Ám Kim Long Vương một trong tứ đại Long Vương Long Môn ra tay, diệt sạch vua Judo Louis 13. 100.000 Hoàng Kim Thần Trường 1587 Long Vệ xuất hiện ở Đế Đô, Long Chủ xuất hiện, tuân theo, dự tính từ đầu đến cuối có khoảng 100.000 người chết. Trong phút chốc, các bài đăng đã bùng nổ trên các diễn đàn quốc tế lớn, khiến vô số người phải sững sờ. Omigoto Khương Khâu Phong lại bị Long Chủ mới một kiếm giết chết. Khương Khâu Phong là lưỡi dao sắc bén đầu tiên của Thiên Phủ Chi Quốc Yên đúng, đúng vậy, chính là ông ta, tin tức đã được xác nhận, một kiếm đứt cổ, Long Chủ mới chỉ dùng một kiếm giết chết Khương Khâu Phong. Nhiều thập kỷ trước, Long Chủ đời trước đã tàn sát 100.000 lính đánh thuê trong một giờ, Long Chủ mới vừa xuất hiện đã tàn sát ít nhất 100.000 người. Mỗi đời Long Chủ quả thực quá khủng bố. Lúc này, những người trên giới nhận được tin tức đều bị sốc. 70-80.000 người đã chê ở Nghĩa Trang Hương Sơn, cộng với sự tàn sát của tất cả các gia đình tham gia vào cuộc chiến, tuần theo, dự tính trong trận chiến này từ đầu đến cuối có khoảng 100.000 người chết. Tin tức trong nước Thiên Phủ Chi Quốc đã được kiểm soát, Lý Vân Long đích thân ra mặt. Nhưng không thể chặn các tin tức quốc tế, điều quan trọng nhất là người âm thầm thúc đẩy tin tức quốc tế là Tuyệt Thế Long Môn. Tin tức được phát ra từ Tuyệt Thế Long Môn, đương nhiên chính xác. Tuyệt Thế Long Môn là tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới, không cần thiết phải công bố tin tức giả giải trí cho mọi người. Lần này dịch thập rất tàn nhân, tất cả những gì ông muốn là đưa cái tên hung dữ của Dương Tiêu ra, lấy chuyện này răn đe bọn kẻ xấu trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, những bức ảnh của Dương Tiêu thực sự được giữ bí mật rất tốt. Không ai liên tưởng Long Chủ mới là thân chết Dương Tiêu từng rung trời truyền đất trên sàn đấu quốc tế 5 năm trước. Bên trong Tuyệt Thế Long Môn cũng rất chấn động. Một người đàn ông tóc vàng gọi điện thoại, Lucifer, tin tức có đúng không? Ở Đế Đô, Lucifer nghe điện thoại, tin tức là thật, lão quỷ dịch thấp đã tham gia vào toàn bộ quá trình, mệnh lệnh tàn sát cuối cùng là do chính. Lão quỷ dịch thấp đưa ra, Caesar, chẳng lẽ anh không muốn giết Long Chủ mới? Nói thật, thực lực của Long Chủ mới rất bình thường, nếu không phải do lão quỷ dịch thấp, tôi đã diệt cậu ta từ lâu rồi. Tôi sắp có trận chiến sinh tử với Long Chủ mới. Tôi rất cần sự giúp đỡ của anh. Chỉ cần Long Chủ mới chết, tôi ủng hộ anh trở thành Long Chủ mới, thế nào? Nghe thấy lời nói của Lucifer, người đàn ông tóc vàng rơi vào trầm tư. Người này là Caesar, người đứng thứ ba trong số 8 thiên sử rực cháy của Tuyệt Thế Long Môn. Trước đó anh ta đã biết về trận chiến giữa Lucifer và Dương Tiêu, bất kỳ ai trong số 8 thiên sứ rực cháy đều muốn trở thành Long Chủ mới, bọn họ đều muốn giết Dương Tiêu ngay lập tức. Không hài lòng, họ rất không hài lòng với sự lựa chọn của dịch thập. Họ đều là những cốt cán ưu tú của Tuyệt Thế Long Môn, tại Nam Ao lại cứ cố tình giao chức Long Chủ mới cho một thằng nhóc chưa từng lộ mặt. Chẳng lẽ những nguyên lão trong Long Môn bọn họ không ai có đủ tư cách trở thành Long Chủ mới của Tuyệt Thế Long Môn? Caesar, tôi thật sự cần anh giúp đỡ. Một khi Long Chủ mới chết, tôi sẽ thật sự ủng hộ anh trở thành Long Chủ mới. Tôi, Lucifer, không nói hai lời. Lucifer lại xúi dục. Vốn dĩ anh ta định bí mật tấn công Dương Tiêu trong trận chiến quyết định giữa nhà họ Khương và Dương Tiêu, nhưng ai ngờ dịch tháp lại tới trần thủ, khiến anh ta buộc phải từ bỏ ý định đánh lén. Khương Khâu Phong vừa chết,
tiếp theo là trận chiến cuối cùng giữa anh ta và Dương Tiêu ở Tử Cấm Thành. Trong số 8 thiên sứ rực cháy đều muốn trở thành long chủ mới, bọn họ đều muốn giết Dương Tiêu ngay lập tức. Không hài lòng, họ rất không hài lòng với sự lựa chọn của Dịch Thấp. Họ đều là những cốt cán ưu tú của tuyệt thế long môn, tại Nam Ao lại cứ cố tình giao chức long chủ mới cho một thằng nhóc chưa từng lộ mặt. Chẳng lẽ những nguyên lão trong long môn bọn họ không ai có đủ tư cách trở thành long chủ mới của tuyệt thế long môn? Caesar, tôi thật sự cần anh giúp đỡ. Một khi long chủ mới chết, tôi sẽ thật sự ủng hộ anh trở thành long chủ mới. Tôi, Lucifer, không nói hai lời. Lucifer lại xúi giục. Vốn dĩ anh ta định bí mật tấn công Dương Tiêu trong trận chiến quyết định giữa nhà họ Khương và Dương Tiêu, nhưng ai ngờ Dịch Tháp lại tới trần thủ, khiến anh ta buộc phải từ bỏ ý định đánh lén. Khương Khâu Phong vừa chết, tiếp theo là trận chiến cuối cùng giữa anh ta và Dương Tiêu ở Tử Cấm Thành. Nghĩ đến bởi vì Dương Tiêu mà mình mất hết tai, Lucifer thực sự hận Dương Tiêu đến tận xương tủy. Caesar do dự một lúc, sau đó chậm rãi nói, ngày mai tiếp đón ở sân bay để đôi. Cuối cùng, Caesar đã dao động. Trận chiến đầu tiên Dương Tiêu xuất hiện đã gây ra một cơn bão lớn, anh ta rất chướng mắt Dương Tiêu, Caesar quyết định ra tay, hợp tác với Lucifer diệt Dương Tiêu. Quá tốt, Lucifer rất phấn khích. Nếu Caesar thiên sứ rực cháy hạng 3 có thể, đến, đối với anh ta mà nói sẽ như hỗ mọc thêm cánh. Đừng quên, anh ta còn tìm lão điều một người bạn tốt của mình, một cao thủ hàng đầu thế giới. Ba người bọn họ cùng tấn công lấy mạng chó của Dương Tiêu. Trụ sở hiệp hội cò vây để đôi. Lão già, ông thua rồi. Trên bàn cờ, một thanh niên nhìn Cát Hưu siêu cao thủ cờ vây với vẻ rất khinh thường. Tôi thua. Mặt Cát Hưu như đưa đám. Người thanh niên đứng dậy, anh ta ngạo nghề liếc nhìn nhóm người chơi tố vây đến từ Thiên Phủ Chi Quốc, vẻ mặt anh ta rất khinh thường, cờ. Vậy bắt nguồn từ Thiên Phủ Chi Quốc các người, Thiên Phủ Chi Quốc các người luôn tự hào vệ cờ vây, bây giờ thì sao? Chẳng phải vẫn phải cần Hàn Quốc chúng tôi tới tuyên truyền rạng rỡ? Vô dụng, một lũ vô dụng, tất cả những người được gọi là cao thủ của Thiên Phủ Chi Quốc các người đều không chịu nổi một đòn như vậy sao? Đúng là nực cười. Tên khốn, bị người thanh niên cưỡng ép sỉ nhục, mọi người trong nhóm chơi cờ vây ở Thiên Phủ Chỉ Quốc đều tràn đầy đau lòng và phẫn nộ. Đáng tiếc, kỹ năng của họ không bằng người khác, chỉ có thể bị người thanh niên làm nhục một cách tàn nhẫn. Thanh niên khinh thường nói, chỉ như vậy, kỳ thủ cờ vây Thiên Phủ Chi Quốc các người chỉ có chút thực lực này. Thánh cờ, thần cờ, vua cờ, một lũ rác rưởi mà thôi, còn có ai hay còn ai có thể đấu với tôi? Chẳng lẽ Thiên Phủ Chi Quốc các người hết người rồi? Thái độ anh ta kiêu ngạo hung hăng càn quay. Tất cả mọi người hận nghiền răng. Kít đúng lúc này, Dương Tiêu lái Nai 15 đến trụ sở chính của Hiệp hội Cờ Vây. Nhóc Dương, của ôi cùng cậu cũng tới, tốt quá, cuối cùng cậu cũng tới, được cứu rồi, giới Cờ Vây Thiên Phủ Chi Quốc được cứu rồi. Bạch Nguyên Kiệt vẫn luôn đợi ở cửa, nhìn thấy Dương Tiêu đến, Bạch Nguyên Kiệt vui mừng khôn xiết bước lên đón tiếp. Vừa xuống xe, Dương Tiêu đã nhìn thấy Bạch Nguyên Kiệt đang kích động, ông Bạch, mọi chuyện không nghiêm trọng lắm chứ. Bên kia giỏi như vậy. Đâu chỉ có giỏi, đối phương xuất hiện một cao thủ rất mạnh. Cậu ta đã đấu với vô số cao thủ cờ vây nước ta, đấu cả một ngày, tất cả các cao thủ cờ vây trong nước đều bị đánh bại. Trong số đó, có cả tôi. Bạch Nguyên Kiệt không giấu diềm. Cái gì, ngay cả ông Bạch cũng thua. Dương Tiêu ngạc nhiên. Dương Tiêu biết Bạch Nguyên Kiệt rất mạnh, được xưng là thánh cỏ. Hơn nữa, trong số ốt những năm qua ông vẫn luôn nghiên cứu cờ vây, sao có thể bị đánh bại dễ dàng như vậy? Trong phút chốc, vẻ mặt Dương Tiêu trở nên ngưng trọng. Anh hiểu rõ ngay cả Bạch Nguyên Kiệt cũng đã thua, rõ ràng thực lực của đối phương không tầm thường. Bạch Nguyên Kiệt lạnh lùng nói, không tới nửa tiếng, không tới nửa tiếng tôi đã bị đánh bại. Nửa tiếng, mí mắt Dương Tiêu nhảy lên. Ai am hiểu cờ vây đều biết một khi các cao thủ cờ vây đối đầu nhau thì việc các cao thủ ngang tài ngang sức chơi vài ngày đêm cũng không thành vấn đề. Bây giờ Bạch Nguyên Kiệt không thể cầm cự được nửa tiếng, chẳng phải kỹ năng cờ vây của người này đã đè bẹp Bạch Nguyên Kiệt. Đúng thế, chưa tới nửa tiếng, Bạch Nguyên Kiệt lộ ra vẻ chua xót. Với kỹ năng cờ vây của mình, ngay cả khi đối đầu với đối thủ cũ Cát Hưu, Bạch Nguyên Kiệt vẫn có cơ hội chiến thắng rất cao. Ai có thể ngờ tới, trong trận này ông đã thua hoàn toàn. Trước đó Bạch Nguyên Kiệt nghe nói Hàn Quốc đã đào tạo thiên tài cờ vây, lúc đó Bạch Nguyên Kiệt cũng không quan tâm. Trong trận đầu này Bạch Nguyên Kiệt mới thực sự hiểu tài chơi cờ vây của Hàn Quốc đã biến thái như thế nào.
Vẻ mặt Dương Tiêu chấn động, anh hỏi, bây giờ bên trong tên nào rồi? Tôi đã gọi cho lão già Cát Hưu, hiện giờ đang đấu với thằng nhóc đó, dự tính Cát Hưu cũng không trụ được lâu. Bạch Nguyên Kiệt tháp giọng nói. Dương Tiêu bất ngờ, tiền bối Cát Hưu cũng tới. Dương Tiêu biết rất rõ mối quan hệ giữa Bạch Nguyên Kiệt và Cát Hưu vẫn luôn ở trong tình trạng thù địch. Mặc dù đã dịu đi rất nhiều nhưng có lẽ hai người sẽ khó có thể làm việc cùng nhau. Bây giờ, bởi vì trận chiên cờ vây này, Cát Hưu không so đo chuyện lúc trước được Bạch Nguyên Kiệt mời, đến, điều này đã đủ chứng minh vấn đề này đã trở thành một việc lớn. Ừ, Bạch Nguyên Kiệt gật đầu. Dương Tiêu híp mắt, ông Bạch, tôi đã nắm rõ tình huống, không nên chậm trễ, chúng ta mau vào thôi. Bên trong trụ sở hiệp hội cỏ vây. Người thanh niên liếc nhìn nhóm cao thủ cờ vây của Thiên Phủ Chi Quốc chế nhạo, còn ai nữa? Chẳng lẽ Thiên Phủ Chi Quốc các người thật sự không ai đấu được với tôi? Park Sun Huynh, cậu kiêu ngạo, Thiên Phủ Chi Quốc chúng tôi người gửi đất thiêng, có vô số cao thủ, chẳng qua có rất nhiều cao thủ không xuống núi mà thôi. Đúng thế, cậu đắc ý cái nỗi gì? Chẳng qua cao thủ cờ vây Trung Hoa chúng tôi khinh thường so tài với đàn em NS cậu mà thôi, vinh váo cái nổi gì? Lúc ông già này chơi cờ vậy, cậu còn mặc quân đùi, cậu tự tin cái nỗi gì? Nhìn thanh niên Hàn Quốc kiêu ngạo, nhóm cao thủ cờ vây đều tức giận đứng dậy măng mỏ. Thanh niên Park Sun Huynh này là một thiên tài cờ vây ở Hàn Quốc xuất hiện 2 năm trước. Khi Hàn Quốc phát hiện ra tài năng cờ vây của Park Sun Huynh đã bị sốc như gặp được thần tiên. Park Sun Huynh trực tiếp được mệnh danh là thiên tài cờ vây 5.000 năm có mội. Khi nhóm cao thủ cờ vây nghe nói Park Sun Huynh được mệnh danh là thiên tài cờ vây 5.000 năm có một, bọn họ gần như khinh thường. Xét cho cùng, cờ vây ở Thiên Phủ Chỉ Quốc có một lịch sử lâu đời, cờ vây Trung Hoa luôn được nhắc đến trên đấu trường thế giới. Hơn nữa, Thiên Phủ Chỉ Quốc đã vô địch trong nhiều trận cờ vây cấp quốc gia, ngồi vững ngôi vị quán quân 5 năm liên tiếp, được thế giới biết đến. Hôm nay Park Sun Huynh đến khiến đám cao thủ cờ vây lần lượt thua trận khiến ai nấy đều sâu mặt. Cát Hưu thở dài thườn thượt, nhìn dáng vẻ của Park Sun Huynh, trong lòng ông tái nhợt và vô lực. Hết cách, Park Sun Huynh quá mạnh. Giống như Bạch Nguyện Kiệt, ông kiên trì chưa tới nửa tiếng đã thua. Trong Thiên Phủ Chi Quốc, ông và Bạch Nguyên Kiệt tuyệt đối là đỉnh cao trong giới cờ vây. Giờ cả ông và Bạch Nguyên Kiệt đều bị đánh bại, lúc này còn ai có thể đấu lại họ. Nhóm kỳ thủ cờ vây Hàn Quốc do Park Sun Huynh đứng đầu đứng dậy chế nhạo. Mẹ kiếp! Bọn kỳ thủ cờ vây Trung Hoa các người cũng chỉ biệt qua loa vài câu. Trong những năm gần đây trong giới cờ vây Trung Hoa các người xuất hiện thế hệ cờ vây mới nào? Ha, cho dù thế hệ mới xuất hiện có thể mang theo biêu ngữ thì thế nào? Trước mặt thiên tài Hàn Quốc chúng tôi vẫn chẳng là cái thá gì. Đúng vậy, mấy lão già này, đều thua Jun Huynh, càng không phải nói đến bọn đàn em. Jun Huynh được Hàn Quốc chúng tôi mệnh danh là thiên tài cờ vây 5.000 năm có một. Trong số các người chẳng ai đủ để Jun Huynh treo lên đánh. Được bọn họ khen ngợi, lòng hư vinh trong lòng Park Sun Huynh thỏa mãn cực độ. Lần này anh ta đến Thiên Phủ Chỉ Quốc là muốn đập phá. Cụ thể là lần này anh ta ra nước ngoài đã đập phá rất nhiều. Trên thế giới, cờ vây nổi tiếng nhất là ở Thiên Phủ Chi Quốc, Nhật và Hàn Quốc bọn họ. Trong những năm qua, các thế hệ trẻ ở Hàn Quốc đã không thể tự trụ, vững. Điều này đã khiến danh tiếng của Thiên Phủ Chi Quốc và Nhật Bản trong giới cờ vây ngày càng lớn. Bây giờ trong giới cờ vây Hàn Quốc đã có anh ta Park Sun Huynh, và tất cả các cao thủ cờ vây lớn trên thế giới sẽ bị lu mờ trước mặt anh ta. Park Sun Huynh ngắng cao đầu ngạo nghễ, giới cờ vây Trung Hoa hệt người rồi. Chỉ có vậy thôi hả? Thật sự khiến người khác thất vọng. Anh ta hung hăng ngang ngược đến mức hoàn toàn phớt lờ nhóm cao thủ cờ vây Trung Hoa. Ai nói trong giới cờ vây Trung Hoa không có ai? Đúng là ăn nói lớn lồi. Ngay khi Park Sun Huynh đang đắc ý, một tiếng mắng đột nhiên nổ tung, chỉ thấy Dương Tiêu và Bạch Nguyên Kiệt đi cùng nhau. Nhìn thấy Bạch Nguyên Kiệt, Park Sun Huynh khinh thường nói, ông đã là kẻ bại dưới tay tôi, chẳng lẽ ông còn muốn tự rước lấy nhục. Sáng nay, anh ta đã đánh bại Bạch Nguyên Kiệt với tốc độ cực nhanh, Park Sun Huynh đã không để Bạch Nguyên Kiệt ích hơn cờ Trung Hoa này vào mắt nữa. Park Sun Flyun, cậu bớt đắc ý, bây giờ người đầu với cậu không phải tối. Mà là cậu ấy. Bạch Nguyên Kiệt chỉ vào Dương Tiêu. Thằng nhóc này là ai? Trông lạ thế, trước kia không có ở trong đội đúng không? Nhóm cao thủ cờ vây trong nước lần lượt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ nghi ngờ. Đúng vậy, bọn họ chưa từng gặp Dương Tiêu, càng không biết Dương Tiêu mạnh đến mức nào. Tôi biết ngay mà,
thằng nhóc này nhất định sẽ tới. Nhìn thấy Dương Tiêu đến, Cát Hưu thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, ông đã đầu một trận cờ với Dương Tiêu, sau một trận chiến khốc liệt, cuối cùng ông đã thua Dương Tiêu một nước cờ. Vừa nãy Cát Hưu còn đang nghĩ, cho dù mây ông già bọn họ bại trận thì trong nước còn ai có thể đầu lại tên Park Jun Huynh này. Càng nghĩ, Cát Hưu chỉ có thể nghĩ đến Dương Tiêu, một tài năng trẻ. Ồ hai, anh muốn chơi cờ vây với tôi. Park Jun Huynh chế nhạo nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu khoanh tay trước ngực nói đùa dí dỏm, biết thái độ ngôi tít trên cao của anh khiến người khác rất khó chịu không? Thật sao, Park Jun Huynh nhìn chằm chằm Dương Tiêu với vẻ khinh thường mãnh liệt, mấy lão già trong giới cỏ vây Trung Hoa các người đều thua, một người trẻ tuổi như anh có tư cách gì đầu với tôi? Không phải tôi coi thường anh, đầu với tôi, hỏi thử, anh xứng không? Park Jun Huynh hoàn toa không để Dương Tiêu vào mắt, như thế đừng nói là Dương Tiêu chơi cờ vây với anh ta. Cho dù Dương Tiêu sách giày cho anh ta cũng không xứng. Phương Mam Rimun, Nesli Sienmun Rinrumnun nhìn Park Jun Huynh không ai bị nổi trước mặt, khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên, trên mặt tràn đầy vẻ mỉa mai. Bọn chày gỗ các người đều tự cao tự đại như vậy. Dương Tiêu chế nhạo. Park Jun Huynh nghe vậy, anh ta khinh thường, đồ khốn ăn nói cho tử tế vào, còn dám nói bậy nữa, tin tôi đánh gãy răng chó của anh không? Người như anh hoàn toàn không đủ tư cách làm đối thủ của tôi. Kỳ thủ Trung Hoa các người không có ai, chỉ biết tìm một tên hề múa mép khua môi thôi hả? Như đã biết, Hàn Quốc ghét người khác gọi mình là chày gỗ nhất, Park Jun Huynh cũng không ngoại lệ. Nhóm cao thủ cờ vây có mặt tại hiện trường nhìn nhau, ánh mắt nhìn về phía Dương Tiêu đầy vẻ nghi ngờ. Thằng nhóc này là ai? Hình như trước đây không xuất hiện thì phải. Không biết, chẳng lẽ cậu ấy là nhân tài mới nổi của cờ vây ở nước ta? Trông không rông, chưa từng nghe qua. Thôi thôi, được thánh cờ Bạch Nguyên Kiến đích thân mời tới, nhất định không phải tồn tại tầm thường, tiếp theo chúng ta cứ chờ xem L. So ra, những người của Hiệp hội cờ vây đều là những người dày công tu dưỡng hơn nhiều so với những người của Hiệp hội võ thuật, hiện tại, trông có nhiều người chế nhạo Dương Tiêu. Đúng vậy, người thiên phủ chi quốc các người thích múa mép khua môi. Điều này đã được thế giới công nhận, trước mặt Jun Huynh, các người là cái thá gì? Tôi thấy giới cờ vây Trung Hoa các người đã không có ai, chỉ có thể múa mép khua môi cứu lây chút thể diện. Thực sự rất đáng buồn. Nhóm cao thủ cờ vây Hàn Quốc lần lượt khinh bỉ Dương Tiêu. Họ chê nhạo Dương Tiêu, đồng thời nhìn nhóm cao thủ cờ vây tại hiện trường với ánh mắt khinh thường không hề che đậy chút nào. Dương Tiêu búng tay, được, ý của anh là tôi không đáng để anh ra tay đúng không? Nói cách khác, tôi không đủ mạnh. Được rồi, vậy tôi sẽ nói cho anh biết chút thực lực. Anh có thể có thực lực gì? Park Jun Huynh lạnh lùng hỏi. Dương Tiêu nhẹ giọng nói, chắc hẳn anh đã nghe về Park Su Huynh rồi chứ. Park Su Huynh, anh nói chuyện này làm gì? Vẻ mặt của Park Jun Huynh cho thay đổi. Trong tên Park Su Huynh và Park Jun Huynh chỉ khác một chữ, không hề hay biết, Park Jun Huynh và Park Su Huynh là anh em. Park Su Huynh là anh cả của Park Jun Huynh, trước kia từ rất sớm anh cả Park Su Huynh của anh ta được Hiệp hội Taekwondo coi trọng, được đưa đi học Taekwondo. Anh trai Park Su Huynh quả thực là kỳ tài võ thuật, tuổi còn trẻ đã đạt được thành tích cao, được Hàn Quốc ca tụng là kỳ tài võ thuật 3.000 năm có một. Và anh ta, Park Jun Huynh được Hiệp hội cờ vây coi trọng, Park Jun Huynh được các cao thủ của Hiệp hội cờ vây Hàn Quốc dạy cho từ khi còn nhỏ. Đồng thời tuổi còn trẻ cũng đã tạo nên thành tích bất phàm, được Hàn Quốc ca tụng là thiên tài cờ vây 5.000 năm có một. Tuy nhiên, Park Jun Huynh và anh trai Park Su Huynh đã được đưa ở học nghệ từ nhỏ. Họ ít gặp nhau nên không có nhiều cơ hội giao tiếp. Park Jun Huynh nghe nói anh trai Park Su Huynh đã đến thiên phủ chi quốc thách đấu với nhiều cao thủ võ thuật Trung Hoa, cuối cùng đã bị một người đàn ông trẻ tuổi đánh bại. Kể từ đó, anh trai Park Su Huynh đã chịu một đòn nặng, sau khi trở lại tổng đàn Taekwondo, Park Su Huynh bước vào trạng thái đóng cửa. Park Jun Huynh đã rất lâu không liên lạc với anh trai mình. Lúc này, Dương Tiêu đột nhiên nhắc đến anh trai Park Su Huynh khiến Park Jun Huynh khá xúc động. Nhìn về phía Park Jun Huynh đang khá ngạc nhiên, Dương Tiêu nhẹ giọng nói thật với anh, lúc trước Park Su Huynh bại trong tay tôi. Anh ta rất điên cuồng hơn cả anh, nhưng đáng tiếc cuối cùng anh ta bị lu mờ, quỳ trước mặt tôi. Núi cao còn có núi cao hơn, đừng cho rằng mình đã thực sự bất khả chiến bại. Thiên phủ chi quốc, chúng tôi đã có mấy ngàn năm lịch sử, kỳ tài xuất hiện lớp lớp. Hàn Quốc các người chỉ là một nơi chật hẹp. Có tư cách gì tùy tiện hung hăng càn quấy trên địa bàn thiên phủ chi quốc chúng tôi? Rút lời,
trên mặt Dương Tiêu lập tức lộ ra cảm giác vượt trội rất mạnh mẽ. Đúng vậy, đó là một cảm giác vượt trội rất mạnh mẽ. Bạn điên cuồng, tôi còn điên cuồng hơn bạn. Năm đó, khi Dương Tiêu đơn thương độc mã giết đến tổng đàn giới Taekwondo Hàn Quốc, gần như tàn sát toàn bộ Taekwondo, Park Jun Huynh thực sự không đáng nói trước mặt anh. Chết tiệt, bị Dương Tiêu khiêu khích, Park Jun Huynh không khỏi nắm chặt tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Tiêu rõ ràng đã giấy lên vẻ thù địch. Dám thể hiện cảm giác vượt trội trước mặt anh ta, lại dám nhắc tới chuyện anh trai Park Su Huynh quỳ gối trước mặt Dương Tiêu, điều này khiến Park Jun Huynh vô cùng tức giận. Dương Tiêu chế giễu, sao? Chẳng lẽ anh không muốn báo thù? Chẳng lẽ anh không muốn báo thù rửa hận? Đúng vậy, lúc trước phía Taekwondo Hàn Quốc xuất hiện Park Su Huynh được mệnh danh là kỳ tài võ thuật 3.000 năm có một. Khi đó, anh ta đến phòng tập võ của Lam Vi Vi đập phá, Dương Tiêu đã kịp thời ra tay, thuần thục quật ngã cái người gọi là Park Su Huynh xuống đất, quỳ vững trên mặt đất. Chúc mừng anh đã châm ngòi thành công cơn giận của tôi, tiếp theo anh sẽ thua thảm hại. Giọng nói của Park Jun Huynh lạnh như băng. Mong là vậy, Dương Tiêu tràn đầy vui đùa. Ngay sau đó, Dương Tiêu không hề do dự, anh đi tới ngồi trước bàn cờ. Bên cạnh bàn cờ có trà, Dương Tiêu bưng chén uống một hớp, trà ngon. Vô hình chung, một cuộc đối đầu lặng lẽ diễn ra. Nhóm bậc thầy cỏ vây cũng lần lượt kinh ngạc, họ rất tò mò không biết rốt cuộc Dương Tiêu có lai lịch gì. Vài lời đơn giản đã khiến Park Jun Huynh tức giận, đây không phải thực lực mà người bình thường có được. Hừ, Park Jun Huynh nhìn chằm chằm Dương Tiêu với ánh mắt ớn lạnh. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Park Jun Huynh ngồi xuông, trong lòng anh ta tức giận như núi lửa phun trào. Anh ta đã hạ quyết tâm, kế tiếp sẽ đánh bại Dương Tiêu như sấm sét, cho Dương Tiêu biết cái giá của sự kiêu ngạo. Jun Huynh, cho cậu ta đẹp mặt đi. Một ông già Hàn Quốc nói với ánh mắt lạnh lùng. Đúng vậy, Jun Huynh, không cần nhẹ tay, không cần cho cậu ta thê diện. Nhóm kỳ thủ cờ vây Hàn Quốc lần lượt mở miệng, bọn họ thực sự không có một chút ấn tượng tốt nào với Dương Tiêu. Cát Hưu nhìn Bạch Nguyên Kiệt, thằng nhóc này có thể gánh được không? Khó nói, giữa mày Bạch Nguyên Kiệt lộ ra vẻ buôn bã. Trước đó Dương Tiêu đối đầu với Cát Hưu. Về cơ bản họ đã đoán được thực lực của Dương Tiêu. Theo quan điểm của Bạch Nguyên Kiệt và Cát Hưu, kỹ năng cờ vây của Dương Tiêu chắc hẳn mạnh hơn họ một chút. Tuy nhiên, Park Jun Huynh này thì khác, Park Jun Huynh không chỉ mạnh hơn họ một nửa ngôi sao. Xét cho cùng, thiên tài cờ vây được phía Hàn Quốc ca ngợi là kỳ tài cờ vây 5.000 năm có một không phải chỉ trưng cho đẹp. Hơn nữa, công việc chính của Dương Tiêu không phải chơi cờ vây, trong trận chiến với Park Jun Huynh, tỷ lệ thắng của Dương Tiêu rất lơ lửng. Tôi nhường anh đi trước, làm đi. Park Jun Huynh ngạo mạn đối mặt với Dương Tiêu. Anh ta tỏ vẻ tính trước kỹ càng, như thể hôm nay đã ăn đứt được Dương Tiêu. Trùng hợp là Dương Tiêu cầm quân đen, hiện tại ở trong đại lục, hai bên đánh cờ thường là quân đen đi trước. Được rồi, Park Jun Huynh đúng không? Chuẩn bị tiếp chiêu đi. Dương Tiêu cười nhẹ, anh nhặt một quân đen đặt thẳng xuống chính giữa bàn cờ. Chơi giữa bàn cờ. Nhìn thấy Dương Tiêu đặt quân cờ đầu tiên vào giữa bàn cờ trước, Park Jun Huynh thấy kỳ lạ. Trong cờ vây, điều quan trọng là phải bố trí từ các góc, từ đó tràn ra ngoài, nuốt chửng quân cờ của đối thủ. Chơi giữa bàn cờ, lối chơi này khá hiểm. Điều quan trọng nhất là khi các kỳ thủ cờ vây đôi đầu với nhau, chơi giữa bàn cờ rất vô lý. Nhìn thấy Dương Tiêu chơi giữa bàn cờ, nhóm kỳ thủ cờ vây Hàn Quốc cười chế giễu. Chơi giữa bàn cờ, ha 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 hai nhóc. Sâu có biết chơi cờ vây không? Không biết chơi thì nhanh chóng nhận SSS đầu hàng, đừng sâu hỗ ở đây nữa ồ. Đúng vậy, ai chơi cờ vây đi bước đầu tiên lại đặt giữa, cậu cho rằng đang chơi trò chơi à? Có lẽ thằng nhóc này nghĩ đây là cờ ca do, ha 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 hét. Trong phút chốc, nhóm kỳ thủ cờ vây Hàn Quốc cười phá lên, họ nhìn Dương Tiêu với sự mỉa mai dày đặc. Bình thường trong trận cờ vây, các cao thủ bố trí góc tốt nhất, Dương Tiêu trực tiếp chơi ở giữa. Điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ngược lại Dương Tiêu chỉ cười không nói một lời, quả thực có rất ít cao thủ chơi lỗi đánh giữa. Bố trí góc thực sự rất quan trọng, nhưng bố trí góc đã quá thường. Nhiều cao thủ cờ vây chú trọng đến việc bố trí các góc dẫn đến tiết tấu cờ rất chậm, khó phân biệt thắng thua. Lối chơi giữa độc lập. Theo quan điểm của Dương Tiêu, lối chơi giữa rất tinh vi, từ tâm bàn cờ có thể đóng mở theo mọi hướng, có thể tùy cơ ứng biến, khá tinh túy. Vì rất nhiều cao thủ cờ vây chưa bao giờ đấu với cao thủ chơi lỗi đánh giữa nên họ thường rất khó đối phó.
Lối chơi giữa được Dương Tiêu ca tụng là đê vương cờ thuật. Đúng vậy, Dương Tiêu đã đặt tên cho lối chơi giữa là đê vương cờ thuật. Chiếm trung tâm bàn cờ, tiến quân tứ phía, phi nước đại như đề vương, đè bẹp đổi thủ. Trước đó Dương Tiêu làm đội trưởng đội Đông Phương Thần Ứng, anh đã chỉ huy một lượng lớn đội viên đặc chiến, Dương Tiêu nắm được tình hình tổng thể dẫn quân rất chính xác. Đây là lối chơi giữa. Cao thủ chơi lối chơi giữa đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa chơi lối chơi giữa R rất bát lợi so với chơi góc. Rốt cuộc thằng nhóc này muốn làm gì? Xem ra không ổn lắm, chắc thằng nhóc này sắp tra rồi. Rất ít cao thủ cờ vây có mặt tại hiện trường tỏ ra lạc quan về Dương Tiêu, vì lối chơi giữa thực sự không quá nổi trội. Trên đầu trường thế giới, người chơi cờ vây học tập lối chơi giữa đếm trên đầu ngón tay, nhưng rất ít người có thể trở nên nổi tiếng. Hơn nữa, các trận đối đầu giữa các bậc thầy cờ vây theo lối chơi giữa và các bậc thầy cờ vây theo lối chơi góc thì hầu như luôn lấy bại kết thúc trận đấu. Park Sun Huyên là kỳ tài cờ vây, chơi lối chơi giữa đối phó với Park Sun Huyên, trong mắt mọi người, chuyện này thật sự quá điên rồ. Park Sun Huyên hừ lạnh, giả thần giả quỷ, tôi nghĩ chúng ta không cần tiếp tục đối đầu, anh nhận thua đi. Đúng, cậu nhận thua đờ, nhóm kỳ thủ cờ vây Hàn Quốc ngạo nghễ nói. 6 tháng trước, Park Sidun Huyên chính thức ra mắt. Trận đầu tiên anh ta đối đầu là hội trưởng Hiệp hội Cờ vây Hàn Quốc, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ hội trưởng Hiệp hội Cờ vây Hàn Quốc đã thua, kinh ngạc trong chốc lát. 3 tháng trước, Park Sun Huyên đến Nhật, đối đầu với cao thủ Thánh cờ nước Nhật, chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút, Thánh cờ nước Nhật ôm hận bại trận, chấn động cả thế giới. Hôm nay, anh ta đã đối đầu liên tục, Thánh cờ Bạch Nguyên Kiệt của Trung Hoa đã bị đánh bại trong vòng chưa đầy nửa tiếng, truyền kỳ Cát Hưu cũng bị đánh bại. Những người này đều là cao thủ cờ vây cập điện đường, cũng không phải đối thủ của anh ta. Bây giờ Dương Tiêu chơi lối chơi giữa, trong mắt Park Sun Huyên, Dương Tiêu chỉ đang chơi đùa. Dương Tiêu biết Park Sun Huyên chưa bao giờ nhìn thấy lối chơi giữa đích thực, chắc hẳn Park Sun Huyên đang nghĩ mình chọc cười. Nhưng, chẳng sao cả, phải chọc cười hay không tiếp theo sẽ biết ngay. Nhìn Park Sun Huyên, Dương Tiêu nhẹ giọng nói, chớ đắc ý, hy vọng lát nữa anh còn có thể cười. Tôi sẽ khiến anh chết khó coi, đôi mắt Park Sun Huyên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Cạch! Ngay sau đó, Park Sun Huyên cầm quân trắng, trực tiếp đặt xuống ngay bên cạnh quân đen của Dương Tiêu. Bạch Nguyên Kiệt sửng sốt, đây! Park Sun Huyên định dùng chính diện vừa ứng phó. Đúng vậy, Park Sun Huyên hoàn toàn không để Dương Tiêu vào mắt, anh từ bỏ lối chơi góc, chọn cách tấn công trực diện, chặn bàn cờ, khiến Dương Tiêu không còn đường để đi. Dương Tiêu diêu cọt, chính diện vừa. Tết, tôi thích chính diện vừa, như vậy tiết tấu mới tăng tốc được. Ở trước mặt tôi, anh sẽ dần dần phát hiện mình sẽ không có đường để đi, ánh mắt Park Sun Huyên lạnh lùng nói. Là một kỳ tài cờ vây 5.000 năm có một ở Hàn Quốc, Park Sun Huyên đã học cờ vây từ khi còn nhỏ, anh ta thông thạo nhiều lối chơi khác nhau. Park Sun Huyên cũng rất thông thạo lối chơi giữa. Chơi với anh ta, Park Sun Huyên có trăm cách khiến Dương chết không thể chết thêm nữa. Thật sao, anh tự tin như vậy? Dương Tiêu chế giễu. Cạch. Nói xong Dương Tiêu lại nhặt một quân đen đặt nó lên bàn cờ. Đúng vậy, đối phó với một tay mơ, tự tin thế đói, Park Sun Huyên lạnh lùng nói. Vừa rút lời, quân cờ trắng trong tay Park Sun Huyên lại đè lên. Chỉ thấy đòn tấn công của Park Sun Huyên rất dữ dội, hơn nữa còn ép sát từng bước, đan xen với động tác tiếp theo. Dương Tiêu cũng dứt khoát không do dự nữa. Vẻ oai khoảnh khắc tiếp theo. Trong mắt Dương Tiêu lộ ra ánh sáng, trực tiếp mở mắt rồng nến. Mắt rồng nến có thể nhìn thấu mọi hư không, khi mở mắt rồng nến ra, toàn bộ bố cục bàn cờ hiện lên trong đầu Dương Tiêu. Phải thừa nhận Park Sun Huyên này rất mạnh. Liên quan đến vấn đề vinh nhục bàn cờ Trung Hoa, ván cờ này không thể cầu thả, Dương Tiêu bật hết hỏa lực, tránh lật thuyền trong mương. Kẻ chi kẻ cạch dưới sự theo dõi của mọi người, Dương Tiêu và Park Sun Huyên bắt đầu một cuộc đối đầu trắng đen. Cả hai đều là cao thủ cò vây, mỗi nước đi không quá 3 giây, gần như ngay khi bên kia xuất chiêu, người còn lại sẽ ép trực tiếp. Di chuyển, ăn, tấn công, nghiền nát, lại chiên khai tấn công. Cạch, cạch cạch. Trên bàn cờ, quân cờ trong tay hai người chút xuống như mưa, ai nấy đều hoa mất. Bạch Nguyên Kiệt sững sờ, tốc độ ị đặt cờ quá nhanh. Đúng, hơn nữa bọn họ còn ép sát từng bước, mỗi bước đều đan vào nhau. Xem ra chúng ta già thật rồi. Cát Hưu không khỏi cảm thán. Mặc dù Bạch Nguyên Kiệt là thánh cờ, Cát Hưu là một kỳ thủ lớn trong giới cờ vây Trung Hoa,
nhưng họ thực sự không dám đối đầu với nhau như thế này. Điều này quá điên rồ. Quá sụp đổ, đúng là một trận đấu kinh hoàng. Nhóm bậc thầy cờ vây kinh ngạc trước cảnh tượng này. Người đến đây đều là cao thủ trong giới cờ vây, họ đều là những người lập mưu trên bàn cờ. Lập chiến lược, quyết định chiến thắng cách xa hàng nghìn dặm. Tuy nhiên, vào lúc này bọn họ chỉ thấy đầu óc gần như hỗn loạn, không theo kịp tốc độ đánh cờ của Dương Tiêu và Park Jun Huyên. Huyên, người này đúng là có chút mờ tài năng. Nhóm kỳ thủ cờ vây Hàn Quốc đã vô cùng ngạc nhiên, họ không ngờ Dương Tiêu có thể đối phó với đòn tấn công điên cuồng của Park Jun Huyên. Như đã biệt, thánh cờ Bạch Nguyên Kiệt, thánh cờ nước Nhật và hội trưởng hiệp hội cờ vây Hàn Quốc bọn họ cũng không phải đối thủ của Park Jun Huyên. Ai có thể ngờ rằng một thanh niên ở Trung Hoa có thể theo kịp tiết tấu của Park Jun Huyên, ngang ngửa với Park Jun Huyên. Điều này, làm sao có thể? Cạch kẻ chi? Quân đen trắng rơi điên cuồng, như thể bàn cờ đã bị biến thành chiến thần Tu La, vô số binh tướng triển khai trận giáp lá cả, mỗi chiêu đều đâm trúng điểm yếu của đối phương. Di chuyển, tấn công, nghiền nát, lại triển khai tấn công nghi tình huống này diễn biến liên tục, đầu óc tất cả người xem ong ong. Vẻ mặt già nua của Bạch Nguyên Kiệt đầy kinh ngạc, không được, tôi sắp không theo kịp tốc độ chơi cò của bọn họ. Tôi cũng vậy, Cát Hưu hơi chóng mặt. Ngay khi mọi người đang sững sờ, Park Jun Huyên cười dữ tợn, nhóc, anh rất giỏi, nhưng cuối cùng anh vẫn thua ổ. Cạch! Trong phút chốc, Park Jun Huyên đặt quân trăng, gần như chặn hoàn toàn quân đen của Dương Tiêu. Làm tốt lắm, thằng nhóc này thua rồi, Jun Huyên thắng, nhóm kỳ thủ cờ vây Hàn Quốc nhìn bàn cờ cười điên cuồng. Như thể Dương Tiêu chỉ là hư danh, như thể Dương Tiêu chẳng là cái thá gì trước mặt Park Jun Huyên. Tuy nhiên, ngay khi Park Jun Huyên và những người khác đang dương dương đắc ý, Dương Tiêu lại cười đùa, thắng. Anh chắc chứ? Cạch! Khoảnh khắc tiếp theo, Dương Tiêu cười thâm thúy, cầm một quân cờ đen đột nhiên đặt xuống. Trong ánh mắt quan sát của mọi người, quân cờ đen của Dương Tiêu rơi vững vàng trên bàn cờ, giống như một thanh kiếm sắc bén đột nhiên căm vào tim. Bật! Long trời lở đất! Sụp đổ, cờ trắng của Park Jun Huyên lập tức sụp đổ. Như thể hai bên trong trận chiến khốc liệt, một quả bom hạt nhân bất ngờ rơi xuống, trực tiếp nuốt chửng toàn bộ lực lượng triển khai của bên kia. Xiết dòng, quân đen của Dương Tiêu rơi xuống trực tiếp xiết rồng. Trong mắt Park Jun Huyên trợn lên suýt rơi ra ngoài, giết rồng lớn, tôi vậy mà bị diệt rồng lớn. Xiết rồng lớn là một thuật ngữ chuyên môn trong cờ vây, có nghĩa là ăn một số lượng lớn quân cờ của đối thủ, rồng lớn bị giết. Trong tình huống này, người bị rồng dê về cơ bản sẽ không cứu được nữa. Cái này làm sao có thể? Park Jun Huyên điên cuồng hét lên. Vừa nãy Park Jun Huyên đã bố trí xong, có thể giết sạch rồng của Dương Tiêu. Điều khiến Park Jun Huyên không bao giờ ngờ tới là Dương Tiêu lại đi trước một bước dê rồng của anh ta. Điều này không kém gì khiến Park Jun Huyên trúng đòn cảnh tỉnh, trong nháy mắt anh ta hoàn toàn choáng váng. Không thể tin được, Park Jun Huyên thực sự không thể tin được. Quân đen rơi xuống, Dương Tiêu thờ ơ nói, đã nói rồi, hy vọng lát nữa anh vẫn có thể cười được, xem ra bây giờ anh cười không nổi. Cha ti, dứt lời, khuôn mặt mo của Park Jun Huyên đỏ bừng, như thể gián tiếp bị Dương Tiêu tát thật mạnh. Nhóm kỳ thủ cờ vây đến từ Hàn Quốc nhìn bàn cờ thấy Park Jun Huyên bị giết rồng, mí mắt của bọn họ nhảy loạn xạ, trong phút chốc sôi trào. Giết rồng. Jun Huyên lại có thể bị thằng nhóc này giết rồng lớn. Ôi trời, Jun Huyên thế mà thua, Jun Huyên vậy mà thua thật, rất khó tin đúng không? Xong rồi, Jun Huyên vậy mà lại thua, chuyện. Vẻ mặt của đám người Hàn Quốc đầy kinh ngạc, sự kiêu ngạo ngút trời lúc nãy đã biến mất ngay tại chỗ. Thắng, chúng ta thực sự đã thắng. Nhóm bậc thầy cờ vây có mặt tại hiện trường tỉnh lại táo. Họ nhìn thầy Dương Tiêu lại có thể giết rồng thành công, ai nấy đều bàng hoàng. Vốn dĩ bọn họ không lạc quan về Dương Tiêu, nhưng ai biết được Dương Tiêu lại mang đến cho bọn họ một bất ngờ cực lớn. Thắng, Dương Tiêu đã thắng. Một cách quá, triệt đề, mặc dù quá trình diễn ra vô cùng gay cấn. Thắng rồi, chúng ta thực sự đã thắng, Cát Hưu thốt lên. Bạch Nguyên Kiệt kích động, ông tiến lên vỗ vai Dương Tiêu, nhóc giỏi, ông già này thật sự không nhìn lầm cậu. Ông Bạch quá khen, lúc này Dương Tiêu mới chậm rãi đứng dậy. Ván cờ kết thúc, Dương Tiêu tắt mắt sông lên, nhìn Park Jun Huyên đang có vẻ mặt như cho tàn, khóe miệng anh hơi nhếch lên hiện ra vẻ lạnh lẽo. Thua, Park Jun Huyên này cuối cùng vẫn thua. Tuy nhiên, Dương Tiêu thừa nhận Park Jun Huyên này thực sự là một kỳ tài cờ vây,
được người Hàn Quốc ca ngợi là kỳ tài cờ vây 5.000 năm có một, điều này không hề hư ảo. Nếu mình thực sự không dùng sự trợ giúp mắt rồng đến phân tích bố cục bàn cờ, đơn phương đâu với anh ta, có lẽ khả năng chiến thắng của Dương Tiêu và Park Jun Huynh là 5 năm. Có điều, cuộc đối đầu giữa các cao thủ cờ vây thường là một quá trình khá dài. Thời xa xưa, những cao thủ cờ vây đó, chơi một ván trong 3 ngày 3 đêm cũng không thành vấn đề. Dương Tiêu vẫn còn rất nhiều việc phải làm, anh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với Park Jun Huynh. Bây giờ Đường Mộc Tuyết đã đến Đế Đô, Dương Tiêu cũng mong trở về bên cạnh Đường Mộc Tuyết sớm hơn. Tí tách, tí te trồ lúc này, nhìn bàn cờ nơi bị Dương Tiêu diệt rồng, chán Park Jun Huynh đổ đầy mỏ hỗi lạnh. Sắc mặt anh ta cực kỳ tái nhợt, như sắp rách cả mí mắt, hoàn toàn không thể tin được mình lại có thể thua trong tay một tên đàn em vô danh. Park Jun Huynh là một thiên tài cờ vây, anh ta vừa nhìn đã có thể nhận ra, từ lúc bắt đầu chưa đi được mấy bước anh ta đã bị lừa. Ngay từ đầu, anh ta đã bị Dương Tiêu dắt mũi. Tất cả chém diệt, tất cả các quân đen anh ta ăn của Dương Tiêu, đều là do Dương Tiêu cố tình để anh ta ăn, là ảo giác do Dương Tiêu cố ý tạo ra. Dương Tiêu để anh ta bố trí trên bàn cờ, nhưng lúc này Dương Tiêu lại âm thầm ra tay, anh ta hoàn toàn không nhìn ra bố cục bí mật của Dương Tiêu. Ngay lúc anh ta đang dương tự đặc tưởng mình đã thăng ván cờ này, Dương Tiêu bất ngờ tung đòn tấn công, một đòn chí mạng, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Anh vậy mà rất mưu môi, Park Jun Huynh dùng mình giống như quả bóng xì hơi. Đường đường là thiên tài cờ vây, vậy mà lại bị người khác dắt mũi, điều này thực sự khó tin. Dương Tiêu nở nụ cười giễu cợt, mưu mô, hai chữ này không thích hợp với tôi lắm thì phải. Bàn cờ giống như chiến trường, không có mưu mô, chỉ có bầy mưu lập kê, anh là cao thủ, tôi thừa nhận. Nếu tôi không tạo ra một chút ngụy trang, thì làm sao anh có thể bị lừa dễ dàng như vậy? Đúng vậy, ngay từ đầu Dương Tiêu đã bắt đầu tạo ra những cái bầy với sự giúp đỡ của mặt rồng nên, tạo ra ảo giác cho Park Jun Huynh rằng anh ta đã được hời. Cuối cùng, Park Jun Huynh đã thua, thua thảm khốc. Bóp! Park Jun Huynh nắm chặt tay, anh ta rất không cam lòng đập bàn cờ, một số lượng lớn quân cờ rơi vãi ra đất. Đôi mắt anh ta đỏ hoe, Park Jun Huynh thật sự rất không cam lòng. Lần này anh ta đến đập phá, muốn đập nát tấm biển vàng của cờ vây Trung Hoa, ai ngờ Dương Tiêu lại xông ra giữa chừng, khiến anh ta thất bại trong gang tấc. Đáng ghét, thật sự rất đáng ghét. Làm sao anh có thể thắng được tôi? Park Jun Huynh tức giận. Dương Tiêu nói đùa dí dỏm, biết tại sao tôi lại thắng dễ dàng như vậy không? Tại sao? Park Jun Huynh đỏ mắt hỏi. Dương Tiêu cười không tử tế, mặc dù anh có thực lực, nhưng tôi có mánh khóe. Cái gì, có mánh khóe? Park Jun Huynh nghe xong đã hoàn toàn bôi rồi. Những người có mặt tại hiện trường nghe xong cũng rất khó hiểu, có mánh khóe, chẳng lẽ Dương Tiêu đã dùng mánh khóe? Đúng vậy, Dương Tiêu đã dùng mánh khóe. Việc mở mắt rồng nến đã biến Dương Tiêu từ mục nát thành thần kỳ. Với sự giúp đỡ của mắt rồng nến, Dương Tiêu thận trọng từng bước, đã sớm ở vị trí bát khả chiên bại. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều không ép biết Dương Tiêu có con mắt rồng nến, vì vậy họ hoàn toàn không hiểu ý của Dương Tiêu. Bạch Nguyên Kiệt như chợt hiểu ra điều gì đó, ông cười nói, Park Jun Huynh, cậu không hiểu câu này có ý gì đúng không? Ý của nhóc Dương là thực lực của cậu ấy trên cậu, đè chết cậu ngàn vạn lần, giống như chơi trò chơi hạc cậu ý, cậu kém xa không phải đối thủ, chỉ có thể nhìn mà thôi. Đúng, đúng vậy, đúng là ý này, Cát Hưu cũng đồng ý. Nghe Bạch Nguyên Kiệt giải thích, Dương Tiêu dở khóc dở cười. Anh không có ý đó, mà là anh thực sự có mánh khóe. Phụt! Nghe những lời này, Park Jun Huynh suýt nôn ra máu. Khinh thường trắng trợn. Trên mình cả ngàn vạn lần. Đừng khinh thường người ta đến thế chứ. Park Jun Huynh tức giận run lên, mẹ kiếp. Vốn dĩ tôi còn tưởng mình có thể càn quét bàn cờ thế giới, nhưng không ngờ cuối cùng lại bại trong tay một tên đàn em vô danh, đáng ghét, thật sự rất đáng ghét. Đàn em vô danh, tôi là đàn em vô danh, Dương Tiêu nghe vậy chê nhạo không thôi. Park Jun Huynh liếc mắt nhìn Dương Tiêu, chẳng lẽ anh không phải đàn em vô danh? Nếu anh không phải đàn em vô danh, thì tại sao trước đây tôi đến Trung Quốc, lại chưa từng nghe đến tên của anh? Lúc này, Cát Hưu bước lên hét lớn, dáng vẻ nghiêm nghị, tràn đầy khí thế kiêu ngạo. Chó mái, Park Jun Huynh, cậu biết cậu ấy là ai không? Nói thật với cậu, thân phận thật sự của Dương Tiêu là... Là gì, nhóm người do Park Jun Huynh dẫn đầu đều rất mong đợi. Thằng nhóc trước mặt này là ai?
Chẳng lẽ thằng nhóc này có một thân phận mà không ai biết? Dưới sự theo dõi của mọi người, Cát Hưu nghiêm nghị hét lên, thực ra, thân phận thật sự của Dương Tiêu là thiên tài cờ vây 10.000 năm có một của giới cờ Trung Hoai. Cái gì? Dương Tiêu là thiên tài cờ vây 10.000 năm có một của giới cờ Trung Hoa. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả bản thân Dương Tiêu cũng sững sờ. Sờ mũi, đầu Dương Tiêu đầy dấu chấm hỏi. Mình trở thành thiên tài cờ vây 10.000 năm có một của giới cờ Trung Hoa từ khi nào? Đúng, đúng vậy, nhóc Dương là thiên tài cờ vây 10.000 năm có một của giới cờ Trung Hoa. Bạch Nguyên Kiệt do dự một chút, lập tức châm giọng hét. Nhóm cao thủ cờ vây có mặt tại hiện trường cũng vô cùng kinh ngạc, Dương Tiêu là thiên tài cờ vây 10.000 năm có một. Tại sao trước kia họ chưa bao giờ nghe thấy? Vẻ mặt Park Jun Huynh rất khó hiểu, anh ta chưa từng nghe qua tên của Dương Tiêu. Nhưng danh xưng thiên tài cờ vây 10.000 năm có một này thực sự khiến Park Jun Huynh khá khó chịu. Mình được ca ngợi là thiên tài cờ vây 5.000 năm có một, nhưng không ngờ người ta đã trực tiếp là 10.000 năm có một, điều này thật sự áp chặt mình. Trong phút chốc, suy nghĩ của Park Jun Huynh giống như chó Husky động di, anh đã từng nghe giới cờ Trung Hoa có thiên tài cờ vây 10.000 năm có một bao giờ chưa? Chưa bao giờ. Nhóm kỳ thủ cờ vây Hàn Quốc nhìn nhau, mỗi người đều tỏ ra khá bối rồi. Park Jun Huynh cười khẩy, lão già, 10.000 năm có một gì, không phải ông khoác lác đấy chứ? Hàn Quốc bọn họ có vô số cao thủ cờ vây, thường đấu với các cao thủ cờ vây khắp nơi trên thế giới. Họ chưa bao giờ nghe nói giới cờ Trung Hoa có thiên tài cờ vây 10.000 năm có một Dương Tiêu này. Nhóc Dương, Bạch Nguyên Kiệt chọc Dương Tiêu. Dương Tiêu thắc mắc, ông Bạch, sao thế? Thừa nhận, mau thừa nhận, chuyện liên quan đến vinh nhục, không được bất cần, Bạch Nguyên Kiệt nghiêm nghị nói. Dương Tiêu dở khóc dở cười, anh biết bức bách phong cách rất quan trọng với giới cờ Trung Hoa, vốn Dương Tiêu không có ý định can thiệp quá nhiều, nhưng ai biết được cuối cùng mình vẫn phải nhúng tay vào. Vì thế, Dương Tiêu đành bắt lực nói, đúng vậy, tôi là thiên tài cờ vây 10.000 năm có một. Park Jun Huynh và những người khác đều kinh hãi, thừa nhận, thằng nhóc này lại không biết xấu hổ thừa nhận. Chẳng lẽ trong giới cờ Trung Hoa thật sự có một người như vậy? Nhìn chằm chằm đám người không tin, Dương Tiêu thần bí nói, tôi đã nói, tôi có mánh khóe, thật sự là 10.000 năm có một. Đây là sự thật, mắt rồng nến giống như dị năng siêu phàm, thật sự là 10.000 năm có một. Mặc dù trong ván cờ đâu với Park Jun Huynh này Dương Tiêu sử dụng mắt rồng nên có hơi thắng mà không có võ, nhưng lịch sử thường được viết lại bởi những người chiến thắng. Vì vậy, không có gì để nói, ai thắng người đó có quyền nói. Thật không, Park Jun Huynh vẫn rất nghi ngờ. Cát Hưu lại nghiêm nghị nói, trước đây, lão già này có một trận đấu đỉnh cao ở Trung Nguyên, cuối cùng kết thúc là tôi thua. Người chơi ván cờ hôm đó chính là cậu bạn Dương Tiêu này. Ôi vừa rút lời, như sấm sét ập xuống, vô số người đều sững sờ. Như đã biết, Cát Hưu hiện đã được bổ nhiệm làm hội trưởng của giới cờ Trung Hoa. Lúc trước, tin tức Cát Hưu cuối cùng đã thua ván cờ ở Trung Nguyên đã làm chấn động toàn bộ giới cờ trong nước. Vô số người đã vô cùng ngạc nhiên, họ không hề biết người đã đánh bại Cát Hơi là ai. Cát Hưu vừa nói điều này, mọi người đều nhớ lại. Vãi à, lúc trước người thăng hội trưởng Cát Hưu là thằng nhóc trước mặt này. Thảo nào cậu ta lại có thực lực ngang tàng như vậy? Đúng đúng, khi đó, giới cờ trong nước, đều chân động, có tin đồn một thanh niên đã đánh bại hội trưởng Cát Hưu. Lúc đó tôi còn không tin, bây giờ tôi hoàn sững sờ. Đúng, đúng, trước đó tôi còn tưởng chính ông Bạch ra tay đôi mặt với hội trưởng Cát Hưu, không ngờ lại thật sự có người như vậy. Nếu là vậy, anh bạn Dương Tiêu này được mô tả là thiên tài cờ vây 10.000 năm có một thì quả thực không quá đáng. Không. Không phải 10.000 năm, mà là 100.000 năm có một. Kinh ngạc, thán phục. Hiện trường rất kinh ngạc, thán phục. Nếu nói lúc trước Dương Tiêu không có thầy đã nổi tiếng, chuyện này bị vạch chân, Dương Tiêu trực tiếp thuyết phục được mọi người. Nhìn bọn chày gỗ mặt mày xám xịt, cảm giác này làm sao lại sảng khoái đến vậy? Tỉnh ti nhồ đúng lúc này, điện thoại của Dương Tiêu vang lên, người gọi đến là Long Ngũ. Dương Tiêu nhìn thấy là Long Ngũ gọi đến, anh bắt máy không chút do dự. Anh Long Ngũ, có chuyện gì vậy? Có tiện nói chuyện không? Long Ngũ hỏi. Dương Tiêu nhìn xung quanh, anh nói nhỏ, không sao đâu, anh Long Ngũ, anh cứ nói thẳng đi. Cậu biết chuyện của Lý Thần Chiến và Liễu Như Yên không? Long Ngũ thấp giọng hỏi. Dương Tiêu sững sờ, chuyện của Lý Thần Chiến và Liễu Như Yên. Lần này, Dương Tiêu bị Long Ngũ hỏi chặn họng.
Chuyện của Lý Thần Chiến và Liễu Như Yên. Dương Tiêu thật sự không biết. Lúc trước, Dương Tiêu đến Đế Đô đã cứu Liễu Như Yên trên máy bay, biết Liễu Như Yên là người hoạt bát cởi mở, xinh đẹp như tiên, là người nổi tiếng trong giới giải trí. Anh cũng biết lần trước Liễu Như Yên đến Trung Nguyên tìm Lý Thần Chiến. Lúc trước Dương Tiêu cũng đã gọi điện thoại cho Lý Thần Chiến, nhưng cuối cùng Lý Thần Chiến không nói cho anh biết sự thật. Nghe giọng điệu của Dương Tiêu, Long Ngũ biết Dương Tiêu không biết gì về chuyện này, anh lại nói, tôi đang ở tòa nhà Phong Vũ, cậu rảnh thì qua đây. Được, Dương Tiêu gật đầu. Giống như Long Ngũ, trong lòng Dương Tiêu, Lý Thần Chiến chưa bao giờ là cấp dưới của anh, mà là anh em của anh. Chuyện của Lý Thần Chiến cũng chính là chuyện của Dương Tiêu, và anh Dương Tiêu không thể chỉ ngồi nhìn không quan tâm. Hơn nữa, Lý Thần Chiến đã tự tay giết anh tán thủ Khương Văn Long trong trận chiến ở Nghĩa Trang Hương Sơn. Lý Thần Chiến từng là lính đánh thuê, thực lực rất mạnh, nhưng nếu là người bình thường, Lý Thần Chiến sẽ không phải đối thủ của Khương Văn Long. Thực lực của Long Ngũ cũng rất mạnh, hai người đối đầu với Khương Văn Long, tỷ lệ thắng có lẽ cũng sẽ là 5 năm. Cuối cùng, Lý Thần Chiến giết Khương Văn Long, điều này nằm ngoài dự đoán của Dương Tiêu. Điều quan trọng, nhất là Khương Văn Long nhiều lần lây Liễu Như Yên ra kích thích Lý Thần Chiến, điều này đã kích thích nghiêm trọng đến tính máu nóng của Lý Thần Chiến, điểm này Dương Tiêu rõ như ban ngày. Dương Tiêu thực sự rất tò mò, không biết rốt cuộc câu chuyện của Lý Thần Chiến và Liễu Như Yên là như thế nào. Giữ vững danh dự của giới cờ Trung Hoa, Dương Tiêu chào Bạch Nguyên Kiệt và Cát Hưu, ông Bạch, ông Cát, tôi còn có việc phải đi trước. Được, được được, Cát Hưu nhìn Dương Tiêu với vẻ mặt vô cùng mềm mại. Mặc dù trước đó ông và Dương Tiêu có xích mích không nhỏ, nhưng lần này trong tình hình chung Dương Tiêu và ông đứng cùng lập trường, điều này khiến Cát Hưu rất hài lòng. Bạch Nguyên Kiệt lôi kéo Dương Tiêu, thân bí nói, chờ một chút. Sao vậy ông Bạch? Dương Tiêu ngạc nhiên hỏi. Bạch Nguyên Kiệt nói, ngày mai cậu cần phải dành thời gian, cháu gái tôi tới Đế Đô. Tập đoàn trang sức Bạch Thức sẽ mở rộng kinh doanh ở Đế Đô. Cô Bạch, Bạch Xu Tĩnh muốn mở rộng kinh doanh ở Đế Đô. Chuyện này có liên quan gì đến tôi? Dương Tiêu thắc mắc. Nghĩ đến đây, quả thật Dương Tiêu đã lâu không gặp Bạch Xu Tĩnh. Dương Tiêu không có tình cảm với Bạch Xu Tĩnh, trong lòng Dương Tiêu chỉ coi Bạch Xu Tĩnh như một người bạn bình thường. Bạch Nguyên Kiệt không vui nói, sao thằng nhóc nhà cậu không có chỉ số cảm xúc gì vậy? Cậu quen thuộc Đế Đô hơn, nghe con bé Du Tĩnh nói, hình như ngày mai có cuộc họp gì đó, có thể nâng cao danh tiếng của tập đoàn trang sức Bạch Thức. Tôi bảo cậu đi với Du Tĩnh chứ sao? Ông Bạch, tôi ở đây cũng khá bận, Mộc Tuyết cũng đang ở Đế Đô, tôi không đi được kì, Dương Tiêu rất bất lực nói. Bạch Nguyên Kiệt không vui râu gần như dựng lên, sao, thằng nhóc nhà cậu không nể mặt ông già này. Ông Bạch, không phải tôi không đi, ông cũng biết, Mộc Tuyết đang mang thai, thật sự không thích hợp, Dương Tiêu vô tội chớp mắt nói. Hai mắt Bạch Nguyên Kiệt híp lại, cười không tử tế, cậu có tin nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ để lộ chuyện mập mờ của cậu với con bé Linh Nhi không? Hả, Linh Nhi, Cung Linh Nhi, tôi và Cung Linh Nhi có chuyện mập mờ gì? Ông Bạch, ông không được nói lung tung, Dương Tiêu khó hiểu. Bạch Nguyên Kiệt cười nói, đừng giả vờ nữa, tôi đã nhìn thấy hết rồi. Lần trước cậu đưa con bé Linh Nhi về nhà, trước khi đi, con bé Linh Nhi đã hôn trộm cậu còn gì? Cậu dám nói hai người không có chuyện mập mờ? Vãi ạ, Dương Tiêu hoàn toàn sững sờ. Đúng là hình như có chuyện như vậy thật, nhưng Dương Tiêu tuyệt đối không có quan hệ mập mờ với Cung Linh Nhi. Lúc đó mình đã làm một việc khiến Cung Linh Nhi rất hài lòng, có lẽ Cung Linh Nhi đã xúc động, không biết tại sao lại hôn trộm mình. Chuyện này, lúc trước Dương Tiêu nghĩ tới cũng rất khó hiểu. Tại sao con gái thời nay lại không thận trọng như vậy hai, ông Bạch, tôi nói là Hiệu Lâm ông có tin không? Tôi thật sự không có quan hệ mập mờ với Cung Linh Nhi. Dương Tiêu rất oan ức nói. Bạch Nguyên Kiệt ho khan, được rồi, đừng giả vờ nữa, đàn ông mà, nhất là đàn ông trẻ tuổi, ai mà không thích như vậy, hiểu mà, hiểu mà. Ông Bạch, ông thật sự không hiểu. Dương Tiêu khóc không ra nước mắt. Bạch Nguyên Kiệt lại không vội nói, này, thằng nhóc nhà cậu chẳng thành thật gì cả, một cái tát giật vang, tưởng ông già này hoa mắt chắc. Bón Dương Tiêu thật sự không biết nên giải thích như thế nào. Tuy nhiên, Dương Tiêu có thể chắc chắn một cái tát rất vang. Một cái tát vào mặt, loại rất cứng, tuyệt đối là cái tát vang. Nhưng Dương Tiêu không nói ra, bởi vì anh không phải là đòn tình. Bạch Nguyên Kiệt cười nói,
Sáng mai nếu không đi, đừng trách hôm nay ông già này uống chút rượu, gọi cho lão già Cung Thiên tè, có lẽ uống nhiều sẽ lỡ miệng nói ran. Được rồi, ông Bạch, tôi sợ rồi, tôi đi là được chứ gì, Dương Tiêu rất không nói nên lời. Lúc này Bạch Nguyên, Kiệt vui vẻ cười nói, như, này mới đúng, cũng không mất nhiều thời gian của cậu đâu, khoảng 2 tiếng thôi. Được rồi ông Bạch, tôi còn có việc, thật sự phải đi, Dương Tiêu nói. Đi đi, Bạch Nguyên Kiệt không giữ Dương Tiêu nữa. Khi Dương Tiêu hoàn toàn rời đi, Bạch Nguyên Kiệt thở dài một hơi. Mình làm như này là đúng hay sai? Con gái lớn trong nhà như quả bom nổ chậm, tạo nghiệp mà. Dương Tiêu không hề hay biết Bạch Nguyên Kiệt đang nghĩ gì, nhưng bây giờ Bạch Du Tĩnh tràn đầy ấn tượng tốt, chuyện này Bạch Nguyên Kiệt biết rõ. Mặc dù Bạch Du Tĩnh không nói ra, nhưng Bạch Nguyên Kiệt là ông nội làm gì lại không nhận ra. Cháu gái mình đã thích một người không nên thích. Dương Tiêu lái Nai 15, nhanh chóng đến tòa nhà Phong Vũ. Anh Long Ngũ, đi đến một phòng bao, Dương Tiêu vừa đẩy cửa ra đã thấy Long Ngũ. Tới rồi, ngồi đi, Long Ngũ rót một tách trà cho Dương Tiêu. Dương Tiêu ngạc nhiên nói, tối nay chỉ có hai chúng ta thôi à? Lý Thần Chiến đâu? Ai, tôi bảo anh ta cùng đi, anh chàng này không muôn, trở về Trung Nguyên trước rồi, Long Ngũ nói. Dương Tiêu sờ cằm, anh cũng cảm giác được chuyện của Lý Thần Chiến và Liễu Như Yên có chút thần bí. Kéo ghế ngồi xuống, Long Ngũ rót thêm một ly rượu cho Dương Tiêu, muốn uống một ly không? Mộc Tuyết đến, đêm hôm khuya khoắt, rượu thì thôi, Dương Tiêu cười nhẹ. Long Ngũ cười khà khà nói, lát nữa sẽ xuất hiện định luật vả mặt, có tin hay không? Nhìn thấy Long Ngũ tự tin như vậy, Dương Tiêu cười lắc đầu. Đường Mộc Tuyết không thích anh hút thuốc, trong khoảng thời gian này, Dương Tiêu không hút thuốc nhiều, bình thường Dương Tiêu cũng uống rượu rất ít. Hôm nay mới chôn cất cha xong, lại xảy ra trận chiến lớn với nhà họ Khương, trước sau gì con sâu người chê cũng vượt qua 100.000 người, tâm trạng của Dương Tiêu khá kiêm chê. Lúc này anh thực sự không có tâm trạng uống rượu. Hạnh phúc nói hùa, có muôn ngàn nỗi buồn, chỉ có tình đứt ruột, Long Ngũ khẽ thở dài. Dương Tiêu vừa nghe đã biết trong đó có rất nhiều chuyện xưa, anh không hề do dự nói, anh Long Ngũ, đừng vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề đi. Rốt cuộc Lý Thần Chiến và Liễu Như Yên như thế nào? Nhà họ Liễu là một trong 6 nhà quyền thế ở đế đô, 10 nhà quyền thế hàng đầu ở Thiên Phủ Trị Quốc. Liễu Như Yên là con gái của nhà họ Liễu, và Lý Thần Chiên là lính đánh thuê, nhìn thế nào cũng không giống sẽ dây dưa cùng một chỗ. Long Ngũ cũng không dơ dự chậm rãi nói, trên thực tế, chuyện này phải bắt đầu từ nhà họ Liễu ở đế đô 100 năm trước. 100 năm trước, chuyện. Dương Tiêu càng mơ màng hơn. Đang yên đang lành, tại sao lại nhắc đến chuyện nhà họ Liễu ở đế đô 100 năm trước? Long Ngũ nhìn Dương Tiêu, cậu có biết nhà họ Liễu ở đế đô có lịch sử 100 năm không? Nghe qua, Dương Tiêu gật đầu. Trong 10 nhà quyền thế ở Thiên Phủ Trị Quốc, chỉ có nhà họ Liễu ở đế đô là có lịch sử lâu đời nhất, kéo dài cả 100 năm vinh quang. Long Ngũ nói, tổ tiên của Lý Thần Chiến là giúp việc của nhà họ Liễu ở đế đô. Lúc trước nhà họ Liễu ở đế đô là địa chủ, trong thời kỳ chiến tranh, đế đô xảy ra chiến tranh, nhà họ Liễu ở đế đô chạy nạn, trong quá trình chạy nạn, tổ tiên của Lý Thần Chiến bị tổ tiên của nhà họ Liễu mua lại. Lúc đó tự bán mình rất nổi tiếng. Đúng vậy, Dương Tiêu đồng ý. Long Ngũ nói tiếp, tuy nhiên, tổ tiên nhà họ Liêu ở đế đô vẫn còn có chút nhân tính, ít nhất tổ tiên của Lý Thần Chiến kết hôn lập gia đình gì đó, đều được bỏ vốn xử lý, và vì điều này, tổ tiên của Lý Thần Chiến rất biết ơn nhà họ Liễu, dặn thế hệ sau phải. Công hiến sức lực cho nhà họ Liễu ở đế đô từ đời này sang đời khác. Điều này rất đáng khen ngợi. Dương Tiêu thập giọng nói. 100 năm trước nhà địa chủ có thể đối xử với người giúp việc như vậy quả thật không dễ dàng gì. Tương tự, nhà họ Liễu có thể có 100 năm vinh quang, từ chuyện đó cũng có thể nhìn ra được. Rốt cuộc, khi đó rất nhiều địa chủ đều bị xử lý, về cơ bản đã chết hết, khả năng trụ vững của nhà họ Liễu cũng đủ để chứng minh sự độc nhất vô nhị của tổ tiên nhà họ Liễu. Long Ngũ nhấp một ngụm trà, sau đó xã hội càng ngày càng hiện đại, tự bán mình gì đó không còn nữa, nhà họ Liễu ở đế đô ngày càng lớn mạnh. Người giúp việc cũng càng ngày càng nhiều. Đời đời nhà họ Lý làm việc cho nhà họ Liễu, cũng có được sự tin tưởng của nhà họ Liễu. Nhưng Lý Thần Chiến lớn hơn Liễu Như Yên những 10 tuổi. Dương Tiêu có thể nhìn ra. Năm nay Lý Thần Chiến đã ngoài 30 tuổi, còn Liễu Như Yên vẫn đang ở độ tuổi phơi phới. Vì vậy, lúc trước Liễu Như Yên đến Trung Nguyên tìm Lý Thần Chiến,
điều này nằm ngoài dự đoán của Dương Thiêu. Long Ngũ thở dài, bọn họ sinh lòng yêu thương. Này, Dương Thiêu rơi vào trầm tư. Theo lý, việc người giúp việc trong gia đình yêu cô chủ nhà người ta là chuyện rất không nên, không phải phân biệt giai cấp hay đại loại thê, môn đăng hộ đối cũng không phù hợp. Tuy rằng thời buổi này không hy tâm những thứ này, cũng dân chủ hơn, nhưng giới thượng lưu vẫn để ý những thứ này, đây là một sự thật không thể nghi ngờ. Long Ngũ tiếp tục nói, sự ưng Tiêu dần dần hiểu ra. Hóa ra Lý Thân Chiên hậu như dõi theo Liễu Như Yên trưởng thành, và bởi vì Liễu Như Yên là cô chủ nhà quyên thê, bình thường có rất ít đứa trẻ chơi với cô ấy. Lý Thần Chiến thường bảo vệ và đồng hành cùng Liễu Như Yên, Liễu Như Yên cũng coi Lý Thần Chiến như anh trai của mình. Sau này, Liễu Như Yên trưởng thành, có suy nghĩ của mình, đến độ tuổi tình cảm chớm nở. Cô phát hiện Lý Thần Chiến rất ấm áp không chịu nổi, mà Lý Thần Chiến rất đẹp trai, khi ở tuổi 20, anh ta giống như một minh tinh tên Quan Hy nào đó. Tuy nhiên, lúc đó Lý Thần Chiến rất được nhà họ Liễu ở Đế Đô coi trọng, Lý Thần Chiến học võ từ nhỏ, trở thành con dao của nhà họ Liễu ở Đế Đô, một con dao được thiết kế đặc biệt chuyên giết người cho nhà họ Liễu ở Đế Đô. Không biết có bao nhiều người đối đầu với nhà họ Liễu ở Đế Đô đã chết dưới tay của Lý Thần Chiến. Lý Thần Chiến biết mình xuất thân thập hèn, anh ta biết mình không xứng với Liễu Như Yên, vì vậy anh ta uyển chuyển từ chối Liễu Như Yên. Tuy nhiên, từ nhỏ Liễu Như Yên đã không có bạn, mà Lý Thần Chiến vẫn luôn bảo vệ cô. Cũng bởi vì cô sinh ra trong nhà họ Liễu, không biết có bao nhiêu nhà quyên thê, giàu có muốn ám sát Liễu Như Yên. Ban ngày Lý Thần Chiến bảo vệ Liễu Như Yên, ban đêm lại âm thầm hành động giết những người đối đầu với nhà họ Liễu ở Đế Đô. Có một lần, Liễu Như Yên bị ám sát. Ngày đó, không biết có bao nhiêu sát thủ hàng đầu đến. Một mình Lý Thần Chiến đã chiến đấu hết mình, khuyên bảo Liễu Như Yên đi trước. Anh ta sẽ chặn sau. Liễu Như Yên nhớ rõ lúc đó cô sợ hãi đến mức khóc không thành tiếng, bởi vì sợ cản trở, Liễu Như Yên vội vàng chạy thoát, muốn về nhà gọi thiếp viện. Về đến nhà, Liễu Cẩm Văn cha của Liễu Như Yên đã cử một lượng lớn cao thủ đến cứu anh. Khi họ đến nơi, tất cả sát thủ đã chết, và quần áo của Lý Thần Chiến dính đầy máu, anh cầm một con dao thân thê lung lay sắp đổ. Liễu Như Yên bật khóc ngay tại chỗ, nhìn thấy Liễu Như Yên đã bình an vô sự. Lý Thần Chiến không chồng đỡ nổi thân thể bị thương nặng mà ngã xuống đất. Y lúc hôn mê đó, Liễu Như Yên hế thì Thần Chiến sao lại ngốc như vậy, rõ ràng anh ta có cơ hội chạy trốn. Khóe miệng Lý Thần Chiến dính đầy máu, cười dịu dàng, tôi, Lý Thần Chiến là tôi tớ nhà họ Liễu, bảo vệ cô chủ là bổn phận, là trách nhiệm. Chỉ cần cô chủ bình an vô sự là được, Lý Thần Chiến này chết cũng không hồi tiếc. Dứt lời, Lý Thần Chiến rơi vào hôn mê. Trên thực tế, đây không phải là những lời trong lòng Lý Thần Chiến. Lý Thần Chiến không muốn Liễu Như Yên đau xé lòng, lý do tại sao anh ta giết tất cả những tên sát thủ là vì anh ta sinh lòng yêu thương. Anh ta đã nhìn Liễu Như Yên trưởng thành, bảo vệ Liễu Như Yên nhiều năm như vậy. Khi bọn sát thủ này muốn giết Liễu Như Yên, họ đã chạm đến vảy ngược của Lý Thần Chiến. Bất cứ ai muốn giết Liễu Như Yên đều là kẻ thù của Lý Thần Chiến, anh ta sẽ liều mạng bảo vệ Liễu Như Yên. Không thèm đêm xỉa hy sinh tính mạng của mình giết bọn đao phủ muốn giết Liễu Như Yên. Vì Liễu Như Yên, anh ta có thể trả giá bằng mạng sông của mình. Vì Liễu Như Yên, anh ta có thể đổ đầy máu. Tuy nhiên, Liễu Cẩm Văn Y có thể nhìn ra Lý Thần Chiến đang nói dối, Liễu Cẩm Văn có thể nhìn ra Lý Thần Chiến đã sinh lòng yêu thương. Cô chủ nhà họ Liễu ở Đế Đô của ông ta tuyệt đối không được phép ở bên người giúp việc. Qua chuyện này, Liễu Như Yên không còn kiểm soát được cảm xúc trong lòng, cô ấy y nói với cha mình con Liễu Như Yên yêu người đàn ông này. Lúc đó Liễu Cẩm Văn đã rất tức giận, nói hỗn láo. Liễu Như Yên khóc không thành tiếng tìm ông cụ Liễu, vừa rút lời, ông cụ Liễu đã tát vào mặt Liễu Như Yên, nói vớ vẩn. Từ trước đến nay nhà họ Liễu có nề nếp rất nghiêm khắc, hôn nhân của con cháu cơ bản là sắp đặt, chính là cái gọi là hôn nhân thương mại. Sở dĩ nhà họ Liễu có thể trường tồn trăm năm cũng chính là thành công của cuộc hôn nhân thương mại. Khi Lý Thần Chiến tỉnh lại trong bệnh viện, Liễu Cẩm Văn đã tìm Lý Thần Chiến, đưa cho Lý Thần Chiến một tấm séc 1 triệu tệ, nói, thân là tôi tớ, việc cậu có tình cảm với con gái tôi là điều cấm kỵ, bây giờ con gái tôi cũng rung động với cậu, cậu hiểu cái gì là khác nhau một trời một vực, cậu không xứng với Như Yên, cậu đi đi. Lý Thần Chiến đau xé lòng, anh ta nắm chặt tay, hai mắt đỏ hoe.
vương hầu cũng vậy, không phải sinh ra đã cao quý. Chẳng lẽ tôi tớ không xứng có được tình yêu? Lý Thần Chiến rời đi, nhưng anh ta không cầm theo tấm séc trị giá 1 triệu tệ. Ngay trước đêm rời đi, anh ta đã cử một xô lựu ỏng lớn cao thủ đến giết người trong gia tộc đã ám sát Liêu Như Yên. Sau đó, Lý Thần Chiến xuất hiện trên sân khấu thế giới, trở thành lính đánh thuê. Anh ta khát vọng trở nên mạnh mẽ hơn, anh ta khát vọng một ngày nào đó sẽ quay, trở lại. Anh ta khát vọng muốn có vô liếng khiến nhà họ Liễu ở Đề Đô chú ý, anh ta khát vọng muốn bảo vệ bên cạnh Liễu Như Yên. Sau đó, Lý Thần Chiến lảng thang trên các đấu trường quốc tế, càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đó nữa, tai họa ập đến, đúng lúc anh ta đang tuyệt vọng thì một người đàn ông bất ngờ xuất hiện, cứu anh ta khỏi biển khổ. Và người đàn ông đó là Dương Tiêu. Dương Tiêu nghe xong, cầm ly rượu lên nhập một ngụm. Long Ngũ nhìn thấy cảnh này bèn nói đun, vừa nãy tôi đã nói sẽ xuất hiện định luật vả mặt. Đây, nói không sai đâu, uống đi, nào, cụng ly. Long Ngũ cụng ly. Sau đó thế nào, Dương Tiêu hỏi. Long Ngũ lại nói, sau này cậu đã biết, Lý Thần Chiến theo cậu đến Trung Nguyên, bởi vì thực lực không đủ mạnh, anh ta đã lâu không ích xuất hiện. 5 năm qua, nhà họ Liễu ở Đề Đô cũng đã cảnh cáo Lý Thần Chiến nhiều lần, không được xuất hiện trong tầm mắt của Liễu Như Yên, nếu không, nhà họ Liễu ở Đề Đô bằng phái cao thủ đến giết anh ta. Khốn kiếp, Dương Tiêu nghe vậy tức giận đập bàn. Long Ngũ rất bát lực nói, trước khi Lý Thần Chiến rời đi, anh ta đã nhìn lén Liễu Như Yên từ xa. Sau đó bị người nhà họ Liễu phát hiện, ông cụ Liễu truyền lời, cậu không xứng. Nói xong, Lý Thần Chiến tức sùi bọt mép, cuối cùng anh ta chảy một giọt nước mắt, quyết định quay trở lại Trung Nguyên. Dương Tiêu nghe xong, cảm thấy đau nhói trong tim. Đàn ông không dễ rơi lệ, chẳng qua chưa chạm tới chỗ đau buồn. Trước đây anh không biết chuyện này, nhưng sau khi nghe xong, Dương Tiêu thật sự có cảm giác như vậy. Người anh em, cùng là người lưu lạc chân trời, cậu nghĩ như thế nào? Long Ngũ hỏi. Đáy mắt Dương Tiêu chợt lóe ánh, sáng lạnh, chuyện này mà còn cần phải nghĩ sao? Xử lý ông Tô. Vốn Dương Tiêu đã không có nhiều ấn tượng tốt với nhà họ Liễu ở Đề Đô, qua chuyện này, Dương Tiêu hoàn toàn mất cảm tình với nhà họ Liễu ở Đề Đô. Trong mắt Dương Tiêu, Lý Thần Chiên là anh em của anh. Mình không biết chuyện này thì không sao, hiện tại đã biệt Dương Tiêu không thể khoanh tay đứng nhìn. Long Ngũ cười khà khà nói, nhà họ Liêu ở Đề Đô có ảnh hưởng sâu xa trong nước. Trong 10 nhà quyền thế đứng đầu, nhà họ Liễu ở Đề Đô đứng thứ 2, chỉ đứng sau nhà họ Khương. Bây giờ nhà họ Khương đã bị tiêu diệt, nhà họ Liễu ở Đề Đô tự nhiên sẽ trở thành nhà quyền thế lớn nhất. Lần này nhà họ Khương bị tiêu diệt, lại nổi lên một trận mưa gió máu tanh. Dù sao nhà họ Liễu cũng là chủ cũ của Lý Thần Chiến, hơn nữa anh ta còn thích Liễu Như Yên, chẳng lẽ cậu còn định giết tứ phía? Mối quan hệ giữa Dương Tiêu và Long Ngũ tự nhiên không cần nói nhiều, và Long Ngũ đã coi Lý Thần Chiến như anh em của mình. Rốt cuộc bọn họ đều là người nặng tình nặng nghĩa. Thực lực của Long Ngũ có hạn, vì... Vậy anh chỉ có thể thảo luận vấn đề này với Dương Tiêu. Không bắn, yên lặng vào thôn. Dương Tiêu hơi đau đầu nói. Theo phân tích của Long Ngũ, Dương Tiêu thực sự không tiện đối phó với nhà họ Liễu. Suy cho cùng, nhà họ Liễu không phải nhà họ Khương. Nhà họ Khương có thể xé rách da mặt, nhưng da mặt nhà họ Liễu ở Đề Đô này không dễ rách. Mục đích cuối cùng của họ là cầu hôn chứ không phải để trả thù cho Lý Thần Chiến. Long Ngũ gật đầu, bát lực nói, cho nên, chỗ trước mắt khá đau đầu. Anh Long Ngũ, sao anh lại biết những chuyện này, Dương Tiêu tò mò hỏi. Long Ngũ cười nói, đừng quên trước kia tôi làm nghề gì, lấy được tin tức này chắc không thành vấn đề, đúng không? Hơn nữa... Bây giờ tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Tuyết Tiêu, sử dụng mạng lưới tình báo của tập đoàn Tuyết Tiêu nghe ngóng cũng không khó, đúng không? Đúng nhỉ, suýt nữa đã quên mất chuyện này, Dương Tiêu cười nói. 10 năm trước, Long Ngũ thống trị khu vực màu xám của Trung Nguyên, khả năng thu thập thông tin tự nhiên vượt qua người thường. Ngoài ra, bây giờ Long Ngũ đã là tổng giám đốc của tập đoàn Tuyết Tiêu, việc điều tra ra những thứ này thật sự rất dễ dàng. Dương Tiêu tôn trọng mọi người xung quanh. Nếu muốn nói thì nói, nếu không muốn nói Dương Tiêu thật sự sẽ không ép buộc. Dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng. Vì vậy, sau khi Dương Tiêu cứu Lý Thần Chiến, anh chưa bao giờ hỏi về chuyện của Lý Thần Chiến quá nhiều. Long Ngũ lại nói,
mà này, anh chàng Lý Thần Chiến này vẫn luôn một mình đến, một mình đi, hơn nữa còn lạnh lùng. Có lẽ có liên quan đến lần gặp mặt trước, anh ta không muốn gây quá nhiều rắc rối cho cậu, cũng không muốn ảnh hưởng đến cậu, cho nên chuyện này cậu cần phải kiềm chế một chút. Tôi hiểu, Dương Tiêu thấp giọng nói. Lý Thần Chiến không thích nói chuyện, nhưng hành động dứt khoát kiên quyết, rất giống sát thủ chuyên nghiệp. Chuyện này có liên quan đến những năm với nhà họ Liễu ở Đề Đô. Nhiều năm qua, Lý Thần Chiến luôn như vậy khiến Dương Tiêu rất đau đầu. Long Ngũ thở dài, còn một chuyện. Nữa, bị cả Dương Bân Hàn của cậu thích Liễu Như Yên. Cụ thể là nhà họ Dương ở Đề Đô đang định liên hôn với nhà họ Liễu ở Đề Đô. Có lẽ trước mắt nhà họ Dương đã bàn bạc xong chuyện này với nhà họ Liễu ở Đề Đô rồi. Trong lòng cậu phải có tính toán. Nghe nói lúc trước cậu hủy bỏ hợp tác giữa nhà họ Dương ở Đề Đô và tập đoàn Đề Hào, nhà họ Dương ở Đề Đô bị tổn thất rất lớn. Lúc này, nhà họ Dương sẽ làm mọi cách để duy trì địa vị. Và những năm qua nhà họ Liễu vẫn luôn áp dụng phương thức liên hôn. Tuy rằng nhà họ Dương ở Đề Đô tổn thất nặng nề, nhưng nền tảng vẫn còn, nhà họ Liễu vẫn có hư âm thú. Anh Long Ngũ, không cần lo, chuyện này trong đầu tôi đã có tính toán. Không, phải chỉ là thẻ đánh bạc thôi sao, với tôi, thẻ đánh bạc là đơn giản trực tiếp nhất. Tôi không thiếu nhất là thẻ đánh bạc, Dương Tiêu nhẹo mắt, về cơ bản chuyện này đã có kết luận. Đúng vậy, thứ mà Dương Tiêu không thiếu nhất là thẻ đánh bạc. Nhà họ Liễu ở Đề Đô rất coi trọng mối quan hệ với các đồng minh, để có thể duy trì sự phát triển lâu dài của nhà họ. Liễu, nhìn từ góc độ của nhà họ Liễu thì thật sự không có vấn đề gì. Hiện tại, công ty bá chủ lớn nhất trong nước là tập đoàn Đề Hào dưới quyền của Dương Tiêu. Tổng tài sản của tập đoàn Đề Hào đủ cho 10 nhà quyền thế ở Thiên Phủ Chi Quốc cộng lại treo lên đánh. Vì vậy, chuyện này xử lý rất dễ. Dương Tiêu chậm rãi lấy điện thoại ra, Cổ Hoa, chuẩn bị một món quà lớn cho nhà họ Liễu ở Đề Đô, lấy danh nghĩa của tôi. Đã hiểu, Hoa Mộ Tranh đang làm việc đáp lại. Chuyện này giao cho Hoa Mộ Tranh, Dương Tiêu rất an tâm. Kết thúc cuộc gọi, Dương Tiêu nói với Long Ngũ, anh Long Ngũ, không còn sớm nữa, Mộc Tuyết vẫn đang đợi tôi. Chuyện này tôi đã biết, cũng đã hiểu, bên tôi có tin tức, tôi sẽ liên hệ với anh ngay. Được, tôi cũng về, Long Ngũ cũng không giữ Dương Tiêu. Anh và Dương Tiêu đều đã có gia đình, hiện tại Đường Vận cũng đang mang thai, Long Ngũ cũng muốn trở về Trung Nguyễn càng sớm càng tốt. Sau khi rời khách sạn, Dương Tiêu lái Nai 15 về nhà. Theo quan điểm của Dương Tiêu, chỉ cần nhà họ Liễu ở Đề Đô không ngu ngốc đến thế, chắc sẽ chịu đựng Lý Thần Chiến và Liễu Như Yên. Nhưng điều mà Dương Tiêu không bao giờ ngờ tới là mọi thứ khác xa không hề đơn giản như anh tưởng tượng. Lúc này, nhà họ Liễu ở Đề Đô. Quản gia nhà họ Liễu báo cáo, chủ nhà, ông cụ, bà cụ nhà họ Dương và cậu cả Dương Bân Hàn đến thăm. Để bọn họ vào đi, ông cụ nhà họ Liễu chậm rãi nói. Vâng, ông cụ, quản gia đáp. Liễu Cảm Văn chủ nhà họ Liễu trầm tư, bô, như này không tốt lắm. Nhà họ Khương đã bị Dương Tiêu diệt, hơn nữa Lý Thần Chiến còn là người của Dương Tiêu. Dương Tiêu biết nhất định sẽ can thiệp vào chuyện này, lỡ Dương Tiêu làm khó chúng ta, hậu quả có thể rất thảm khốc. Văn Nhi, xem ra con khá đánh giá cao Dương Tiêu nhỉ, ông cụ nhà họ Liễu nhíu mày nói. Liễu Cẩm Văn nói thật, bó, là như thế này. Hôm nay, địa vị của Dương Tiêu như mặt trời lúc trưa, như hồ xuống núi, không thể ngăn cản. Tất cả lực lượng đều bị lu mờ trước mặt Dương Tiêu, Liễu Cẩm Văn thực sự đánh giá cao Dương Tiêu. Văn Nhi, con coi trọng Dương Tiêu chứ không phải Lý Thần Chiến, Lý Thần Chiến là cái thá gì. Hồi đó, cậu ta ở nhà họ Liễu cũng chỉ là sát thủ, còn Dương Tiêu thì sao? Nói chăng ra, cậu ta là đàn em của một hãng nhân vật. Con cảm thấy Dương Tiêu sẽ ra mặt vì một tên đàn em, ông cụ nhà họ Liễu nhẹ giọng nói. Sau đó, ông ta nói tiếp, làm việc gì cũng cần phải nhìn nhận lâu dài, nhà họ Dương cũng không đơn giản, nếu thẻ đánh bạc mà nhà họ Dương đưa ra đủ, chuyện liên hôn chưa chắc đã không thê. Nhưng, Liễu Cẩm Văn mở miệng. Ông cụ nhà họ Liễu xua tay, được rồi, Na Nhi, không nhưng nhị gì hết. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của cha, Liễu Cẩm Văn chỉ có thể thụ động chấp nhận. Ông ta cũng không thể nói gì thêm. Trong nhà họ Liễu ở Đề Đô, ông cụ nhà họ Liễu có quyền cao chức trọng, lời nói còn có giá trị hơn cả Liễu Cẩm Văn. Xét cho cùng, ông cụ nhà họ Liễu là chủ trước của nhà họ Liễu, có ảnh hưởng rất lớn, ông ta vì tuổi cao mới truyền lại vị trí chủ nhà cho Liễu Cẩm Văn. Trên thực tế,
nhiều việc của nhà họ Liễu ở Đề Đô đều do chủ nhà cũ quyết định, trong đó có việc trục xuất Lý Thần Chiến năm đó. Ông cụ, gần đây vẫn khỏe chứ? Không lâu sau, giọng nói của bà cụ nhà họ Dương vang lên, bà ta đến biệt thự nhà họ Liễu cùng Dương Bân Hàn trong bộ vest và đôi giày da. Dương Bân Hàn đi theo sau bà cụ Dương, anh ta cười hung ác nham hiểm nói, Dương Tiêu, cậu cho rằng mình có thể diệt được nhà họ Dương ở Đề Đô sao? Nói cho cậu biết, không có cửa đâu. Lần này Liễu Như Yên không chỉ là của tôi, mà cậu bảo vệ mình cũng khói. Vẻ mặt anh ta tràn đầy đắc ý, như thể nhà họ Dương ở Đề Đô vẫn luôn sừng sững không ngã, như thể Dương Tiêu sắp muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Ha ha, vẫn khỏe, bà này, trông bà cũng càng ngày càng có sức lực. Ông cụ nhà họ Liêu cười lớn. Ai, ra rồi, tôi già thật rồi, tuổi già năm tháng cũng không tha, bà cụ Dương nói đùa. Ông cụ nhà họ Liễu xua tay nói, đúng, năm tháng không tha ai, ngồi đi, đừng khách sáo, mau ngồi đi. Bân Hàn, ngồi đi, bà cụ Dương nói. Vâng, bà, Dương Bân Hàn trực tiếp ngồi xuống. Người đâu, đưa trà, Liễu Câm Văn nói. Bà cụ Dương xua tay, cười nói, dâng trà thì không cần đâu. Chắc ông cụ đã biết vì sao đêm khuya tôi tới thăm, tôi sẽ nói thẳng, nói thật luôn. Bân Hàn thích Như Yên không phải chuyện ngày một ngày hai. Ý của tôi là, hãy tác thành cho hai bọn trẻ đi. Tác thành, ông cụ nhà họ Liễu do dự một chút. Bà cụ Dương nói tiếp, chỉ cần hai nhà chúng ta liên hôn, bà già này quyết định, tương lai mọi chuyện của nhà họ Dương sẽ nghe theo nhà họ Liễu sai đâu đánh đói. Cái gì? Mọi chuyện sẽ nghe theo nhà họ Liễu sai đâu đánh đó. Ông cụ nhà họ Liễu rất kinh ngạc, thật sự không ngờ bà cụ Dương lại có thể ném ra một miếng bánh lớn như vậy. Nhà họ Dương ở Đề Đô bây giờ tuy suông rộc, nhưng một gia đình nhỏ bình thường cũng không thể so sánh bằng. Nếu nhà họ Dương ở Đề Đô thực sự nghe nhà họ Liễu sai đâu đánh đó, thì nhà họ Liễu sẽ hoàn toàn ổn định vị trí nhà quyền thế lớn nhất Thiên Phủ Chi Quốc. Hiện tại nhà họ Khương đã bị diệt vong, nhà họ Liễu tự nhiên trở thành nhà quyền thế lớn nhất. Tuy nhiên, đứng sau nhà họ Liễu là nhà họ Lâm ở Đề Đô, nhà họ Lâm từng là đồng minh mạnh nhất của nhà họ Khương. Nhà họ Liễu và nhà họ Lâm không mây hòa hợp, lúc này nhà họ Lâm có khả năng sẽ vượt qua nhà họ Liễu một bậc. Thắng làm vua, thua làm giặc. Người ta sẽ chỉ nhớ đến nhà quyền thế đứng nhất, ít ai có thể nhớ đến nhà quyền thế đứng thứ hai. Vào thời điểm này, một khi nhà họ Dương bị nhà họ Liễu làm chủ, thì nhà họ Liễu chẳng kém gì hỗ mọc thêm cánh. Bà cụ Dương là người rất thông minh, bà ta biết lúc này nhà họ Liễu cần phải ổn định địa vị. Nếu lúc này nhà họ Dương và nhà họ Liễu hợp lực, cho dù nhà họ Dương gặp khó khăn, không chiếm ưu thế chủ động, thì định giá thị trường của nhà họ Dương cũng sẽ phát triển không ngừng. Sau khi bà cụ Dương phân tích xong, nhà họ Liễu là nhà có tiềm năng nhất trong số 10 nhà quyền thế. Dù sao nhà họ Liễu cũng có lịch sử trăm năm, từng thế hệ chủ nhà đều biết cách làm người làm việc. Bây giờ nhà họ Dương vì tên khốn Dương Tiêu kia mà thiệt hại nặng nề. Giờ đây, nhà họ Dương cần ổn định. Cần những đồng minh vô cùng đắc lực làm hậu thuẫn. Nói trắng ra, chỉ cần hai bên gia đình liên hôn thì sẽ giúp ích rất nhiều cho nhau. Đúng vậy, ông nội Liễu, cháu thật lòng thích Như Yên, Dương Bân Hàn tỏ vẻ tôn trọng nói. Ông cụ nhà họ Liễu rất dao động, ông ta biết bà cụ Dương đang nghĩ gì. Dù vậy, trước sự cám dỗ quá lớn này, cuối cùng ông cụ Liễu cũng không thể chống cự. Ông cụ nhà họ Liễu sờ cằm, nếu là vậy. Thật sự có thể nghĩ đến chuyện kết hôn của Như Yên và Bân Hàn. Bố, Liễu Cẩm Văn vội vàng nói. Ông cụ nhà họ Liễu lại xua tay, Văn Nhi, ở đây không có việc của con ồ. Bó, hãy suy nghĩ kỹ, Liễu Cẩm Văn không thê không nói lại. Ông, cụ nhà họ Liễu tức giận, ta bảo con im miệng, con không nghe thấy hả? Liễu Cẩm Văn thở dài thườn thượt, rốt cuộc ông ta cũng không thể cạnh tranh được với cha. Bà cụ Dương thấy vậy cười nói. Chủ nhà Liễu lo lắng tên nghiệp chướng Dương Tiêu kia sao? Yên tâm, sẽ có người xử lý cậu ta. Ồ, Liễu Cẩm Văn ngạc nhiên. Bà cụ Dương nói đùa dí dỏm, tên nghiệp chướng Dương Tiêu kia quả thật có liên quan đến Tuyệt Thế Long Môn, nhưng trong Tuyệt Thế Long Môn có quá nhiều người muôn dê cậu ta. Đại nhân Lucifer, một trong 8 vị thiên sứ rực cháy. Sẽ sớm có trận chiến quyết định với cậu ta, hơn nữa đại nhân Caesar đứng thứ 3 trong thiên sứ rực cháy cũng sẽ đích thân tới. Đến lúc đó tên nghiệp chướng Dương Tiêu sẽ chết chắc. Còn có chuyện như vậy, ông cụ nhà họ Liễu nâng cao tỉnh thân. Ông ta thực sự có phần kiêng kỵ Dương Tiêu, nếu trước mắt thật sự có người giải quyết được Dương Tiêu, ông ta thật sự thấy rất tốt.
Bà cụ Dương nghiền ngẫm, đây là đương nhiên, chẳng lẽ ông còn không tin nhân phẩm của tôi sao? Ông cụ nhà họ Liễu là người cực kỳ thông minh, ông ta biết lúc này nhà họ Liễu ở Đề Đô đang được ăn cả ngã về không, bà cụ Dương không cần lừa gạt mình. Cho dù bà cụ Dương thật sự lừa mình, thì cũng không chẳng sao, nhà họ Liễu có thể xử lý được. Nếu đã như vậy thì đợi đến khi Dương Tiêu chết mới tổ chức hôn lễ của Như Yên và Bân Hàn, ông cụ nhà họ Liễu nói. Cẩn thận lái thuyền vạn năm, bà cụ Dương đã nói như vậy, chuyện kết hôn giữa Liễu Như Yên và Dương Bân Hàn đương nhiên tốt nhất là sau khi Dương Tiêu chết. Được, bà cụ Dương không hề do đúng lúc này, quản gia nhà họ Liễu nhanh chóng chạy tới. Ông cụ nhà họ Liễu tức giận mắng, họ ha hốt hoảng, còn ra thê thống gì? Ông cụ, có việc gấp, quản gia vội vàng nói. Ông ta nhìn bà cụ Dương và Dương Bân Hàn, như đang xem xét. Ông cụ nhà họ Liễu nhẹ giọng nói, đều là người mình cả, không cần giấu giềm, nói thẳng là được rồi. Được sự cho phép của ông cụ nhà họ Liễu, quản gia nói, vừa rồi tập đoàn Đế Hào gọi điện thoại đến, đặc biệt cầu hôn cho Lý Thần Chiến, hợp tác dự án 300 tỷ tệ làm của hồi môn. Cái gì, hợp tác dự án 300 tỷ tệ, ông cụ nhà họ Liễu kinh ngạc đứng lên. Đúng vậy. Hợp tác dự án 300 tỷ tệ. Vì Lý Thần Chiến, Dương Tiêu đã ra tay rất hào phóng. Lý Thần Chiến là anh em của anh, cho nên phô trương tự nhiên lớn, Dương Tiêu ném thăng 300 tỷ tệ. Bà cụ Dương và Dương Bân Hàn cũng kinh ngạc không kém, bọn họ rất không ngờ Dương Tiêu lại hào phóng như vậy. Nhìn ông cụ nhà họ Liễu rất dao động, ánh mắt bà cụ Dương trở nên ảm đạm nói, ông cụ, hai vị đại nhân của thiên sứ rực cháy trong tuyệt thế long môn xuất thủ. Lần này Dương Tiêu chắc chắn sẽ chết. Khi tập đoàn Đề Hào không có người lãnh đạo, sẽ không kém một đĩa cát rời, khi đó chúng ta hợp lực mạnh mẽ. Ngoài ra còn có hai đại nhân trong thiện sứ rực cháy trợ giúp, có lẽ chúng ta có thể nuốt chửng tập đoàn Đề Hào. Bà ta tỏ rõ thái độ, lần này Dương Tiêu chắc chắn sẽ chết không thể chết thêm nữa. Chỉ cần ông cụ nhà họ Liễu hiểu được Dương Tiêu chắc chắn sẽ chết, chuyện này sẽ có thể bàn bạc. Ông nội Liễu. Nhà họ Dương chúng cháu thật sự có thể nghe nhà họ Liễu sai đâu đánh đó. Hợp đồng 300 tỷ tệ có giá trị, nhưng cuối cùng nhà họ Liễu có thể kiếm được bao nhiêu lợi ích từ đó. Ngược lại, lựa chọn nhà họ Dương chúng cháu mới là một bước đi khôn ngoan, Dương Bân Hàn xúi dục. Ông cụ nhà họ Liễu biết đây là một ván cá cược, một khi đánh cược sai sẽ ảnh hưởng. Không nhỏ đến nhà họ Liễu, nhưng cũng không phải vấn đề lớn. Những gì Dương Tiêu có thể cho bây giờ trông giống như một lời hứa suông. Nhưng những gì nhà họ Dương có thể cho là có thật. Do dự hết lần này tới lần khác, ông cụ nhà họ Liễu lạnh lùng nói với quản gia, trực tiếp từ chối. Vâng, ông cụt, quản gia cung kính nói. Thầy quy định này, bà cụ Dương mỉm cười nhẹ nhõm, ông cụ, nhà họ Dương chúng tôi sẽ kỳ không hectogram bao giờ để ông thất vọng, đừng lo lắng. Dương Bân Hàn cười âm u, vẻ mặt đầy âm mưu thành công. Ông cụ nhà họ Liễu híp mắt, như thể. Nhìn thấy nhà họ Liễu ở Đế Đô sắp chào đón một dịp trọng đại chưa từng có. Mà Liễu Cảm Văn chủ nhà họ Liễu lại đầy mây đen. Lúc này, Dương Tiêu nhận được điện thoại của Hoa Mộ Tranh. Có thể sắp xảy ra vấn đề lớn, nhà họ Liễu trực tiếp từ chối chúng ta. Cái gì, nhà họ Liễu từ chối, vẻ mặt của Bê Tiêu thay đổi. Nghe được tin tức này, một luồng tức giận tuôn ra từ trong lông ngực Dương Tiêu. Dám từ chối anh. Nhà họ Liễu ở Đề Đô hoàn toàn không coi trọng anh. Lý Thần Chiến là anh em của anh, chuyện này anh quan tâm là cái chắc. Bây giờ, nhà họ Liễu lại dám hỗn láo như vậy, đây là muôn tìm chết sao? Hoa Mộ Tranh nói tiếp, tội đã phái người đi điều tra sự việc rồi, có lẽ là người nhà họ Dương ở Đề Đô đã chặn chân trước, Dương Bân Hàn ti ti luôn có ý với Liễu Như Yên. Lần này là nhà họ Dương ở Đề Đô tổn thật nặng nề, họ đang cần đồng minh gặp. Có lẽ phần lớn là liên minh hai bên. Rốt cuộc, nhà họ Khương ở Đề Đô đã bị tiêu diệt, nhà họ Liễu nghiễm nhiên trở thành nhà quyên thê lớn nhất Đề Đô, những gì chúng ta đưa ra chỉ là hợp tác, nhà họ Liễu có thể thu được lợi ích đáng kể bằng cách hợp tác với nhà họ Dương ở Đề Đô, chuyện này có khác biệt rất lớn. Dương Tiêu nghe xong rơi vào trầm tư. Hoa Mộ Tranh nói đúng, thứ nhà họ Liễu muốn bây giờ là lợi ích đáng kể. Nhưng Dương Tiêu không thể trực tiếp đưa tiền cho nhà họ Liễu được. Có thể đặt cọc 300 tỷ tệ đặt cọc, quả cưới có thể thương lượng. Tuy nhiên lúc này nhà họ Liễu ở Đế Đô lại trực tiếp từ chối chuyện này, điều này đã kích thích thần kinh của Dương Tiêu một cách nghiêm trọng. Xem ra mềm không được thì chỉ có thể cứng, hai mắt Dương Tiêu rét lạnh.
Hả, đây là, Hoa Mộ Tranh đột nhiên nhìn thấy chuyện gì đó, cô nghiêm nghị hết, tài khoản chính thức của công ty nhà họ Dương ở Đế Đô thông báo rằng, ngày 20 Dương Bân Hàn của nhà họ Dương ở Đế Đô sẽ cưới Liễu Như Yên cô chủ nhà họ Liễu, lượt tương tác đã quá 100.000 lượt xem L. Dương Bân Hàn cưới Liễu Như Yên, Dương Tiêu ngạc nhiên. Suy nghĩ kỹ thì ngày 20 là ngày diễn ra trận chiến quyết. Định giữa Dương Tiêu và Lucifer ở Tử Câm Thành. Rõ ràng, kế hoạch giữa nhà họ Dương và nhà họ Liễu ở Đế Đô là đợi đến khi mình chết rồi bọn họ mới thuận theo bình thường trở thành thông gia. Hoa Mộ Tranh hỏi, hiện tại chúng ta nên xử lý ra sao? Tạm thời không cần, chờ tin tức của tôi, Dương Tiêu lạnh lùng nói. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bây giờ đã biết suy nghĩ của đối phương, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng. Tỉnh Tin Hy đúng lúc này, Lý Thần Chiến gọi đến. Điện hạ, giọng nói của Lý Thần Chiến rất nặng nề. Dương Tiêu trêu, đã thay tin tức trên tài khoản chính thức của nhà Dương ở Đế Đô tung ra, không nhịn được nữa. Lý Thần Chiến là một người đàn ông máu nóng, người có thể trả giá bằng cả mạng sống cho tình yêu của mình. Khi biết tin Liễu Như Yên sắp kết hôn, Lý Thần Chiến không thể bình tĩnh được nữa. Điện hạ, Như Yên không thích Dương Bân Hàn, Lý Thần Chiến đau lòng nói. Trong mối quan hệ này, Lý Thần Chiến rất bị động, thậm chí anh ta là hèn mọn. Bởi vì mình bất lực, không thể có được sự chú ý của nhà họ Liễu ở Đế Đô, không thể khiến nhà họ Liễu cảm thấy cái gọi là môn đăng hộ đối. Cả trăm năm nay, nhà họ Liễu ở Đế Đô luôn áp dụng phương thức liên hôn, anh ta muốn cưới Liễu Như Yên thì phải có được sự chú ý của nhà họ Liễu ở Đế Đô. Ở trạng thái hiện tại của anh ta, rất khó để đạt được bước này. Dương Tiêu nhếch mép cười nói, mấy ngày này điều chỉnh tâm lý cho ổn, chuẩn bị một bộ đồ vest bảnh bao, ăn mặc chỉnh tề, ngày 19 nhớ tới Đế Đô kịp thời, ngày 20 cân làm chuyện lớn. Cướp sâu sao, Lý Thần Chiến kinh ngạc hỏi. Dương Tiêu cười thần bí, không, là kê hôn. Cái gì? Kết hôn. Lý Thần Chiến nghe thấy hai chữ này lập tức sững sờ. Kết hôn, ai kết hôn, là anh ta sao? Đúng vậy, ngày 20 đến cướp sâu là chuyện thứ yếu, mục đích chính là tác thành cho đôi tình nhân kết hôn, ngày 20 sẽ tổ chức hôn lễ thịnh thế cho Lý Thần Chiến. Điện hạ, anh nghiêm túc sao, Lý Thần Chiến không phải kẻ ngốc, anh ta biết Dương Tiêu đang ám chỉ điều GL. Dương Tiêu nhẹ nhàng cười nói, đừng khách sáo với tôi. Nhớ kỹ, chúng ta là anh y mồ. Đúng vậy, Dương Tiêu và Lý Thần Chiến là anh em. Làm anh em một lúc, cả đời là anh em. Chuyện của Lý Thần Chiến cũng là chuyện của Dương Tiêu hoàn toàn không thể bỏ qua. Giờ đây, nhà họ Liễu và nhà họ Dương chỉ tính toán mặt tốt theo ý. Mình muốn, chờ sau khi Lucifer diệt mình, họ sẽ không phải lo lắng gì nữa, sau đó hợp ý ực để củng cố địa vị của nhau. Và kế hoạch của Dương Tiêu cũng rất đơn giản, muốn tiêu diệt kẻ địch thì trước tiên phải làm cho nó điên cuồng. Anh, Dương Tiêu muốn chấn động nhà họ Liễu ở Đế Đô. Anh! Dương Tiêu muốn tính khoản lớn với hài họ Dương ở Đế Đô. Ngày 20 Lucifer sẽ chết, nhất định phải cướp sâu. Cuộc hôn nhân của Lý Thần Chiến nhất định sẽ thành công, nhà họ Dương ở Đế Đô nhất định phải chịu một khoa tính số lớn. Mấy ngày này để nhà họ Liễu và nhà họ Dương ở Đế Đô tự mãn. Ngày 20 anh giết Lucifer, chờ đám người này tự mãn vừa lòng, mình sẽ ngang tàng xông ra, sẽ chấn động sự chú ý của mọi người nhóm người này. Nghĩ xê đến vẻ mặt ngây ngốc của nhà họ Liễu ở Đế Đô, dáng vẻ rồi loạn của bà cụ Dương, cùng cảnh tượng rợn tóc gáy của Dương Bân Hàn, ánh mắt Dương Tiêu càng lạnh lẽo hơn. Vì đợt xử lý lớn nên tất cả sẽ được quyết định vào ngày 20. Khi ngày 20 đến, mọi thứ đều có thể chơi. Nghe câu nói chúng ta là anh em của Dương Tiêu, Lý Thần Chiến xúc động đến mức gần như nghẹn ngào. Cảm ơn điện hạ, Lý Thần Chiến xúc động nói. Dương Tiêu cười nói, được rồi. Đều là đàn ông. Trưởng thành cả, không cần già mồm như thế. Nhớ kỹ lời tôi nói, ăn mặc đẹp trai, sau đó cho cô Như Yên một bất ngờ. Tôi nghĩ chờ lúc anh xuất hiện, cô Như Yên sẽ vui vẻ ngây ngắt. Vâng, điện hạ, giọng điệu của Lý Thần Chiến dẫn trở nên nghiêm nghị. Anh ta yêu Liễu Như Yên, yêu đến điên cuồng. Bây giờ có Dương Tiêu giúp đỡ, Lý Thần Chiến hoàn toàn tin tưởng. Anh ta biết Dương Tiêu là thế hệ truyền kỳ. Con cưng của trời, anh ấy là thần chết điện hạ. Giờ đây, trận chiến đầu tiên của Dương Tiêu với tư cách là Long Chủ đã chính thức xuất hiện. Dù thân phận là Long Chủ hay thần chết, lấy bất cứ một cái nào trong số đó cũng đủ khiến cho nhà họ Liễu ở Đế Đô không thở nổi. Có Dương Tiêu giúp đỡ, chuyện này chắc chắn được đảm bảo.
Dương Tiêu nhìn đồng hồ, thôi giờ, tôi không nói chuyện với anh nữa, Mộc Tuyệt đang chờ tôi, trước khi đến để độ thì nói với tôi. Tôi hiểu rồi, Lý Thần Chiến hít sâu một hơi. Sau khi nói chuyện điện thoại với Lý Thần Chiến xong, Dương Tiêu liên lạc lại với Hoa Mộ Tranh, nhờ Hoa Mộ Tranh đặt một khách sạn sang trọng nhất ở Đế Đô. Vào ngày 20, anh sẽ đưa Lý Thần Chiến tới tiệc cưới cướp dâu. Lúc đó, anh sẽ cầm thanh kiếm dài gần 1 mét. Ai ngăn cản, người đó chết. Cót két. Về đến phòng, thấy Đường Mộc Tuyết nhìn anh trìu mến. Về rồi, Đường Mộc dịu dàng nói. Dương Tiêu nhẹ nhàng nói, ừ, anh về rồi. Bên ngoài trời lạnh, em làm canh gà cho anh, mau uống đi, Đường Mộc Tuyết bừng bát tới trước mặt Dương Tiêu. Nhìn canh gà trước mặt, rồi lại nhìn người đẹp vô song trước mặt, Dương Tiêu cảm thấy trong lòng ấm áp. Dương Tiêu nhẹ nhàng nói, Mộc Tuyết, bây giờ em đang mang thai, đừng đi tới đi lui, về sau đừng tự mình làm những chuyện như này. Đúng vậy, Đường Mộc Tuyết mang thai, còn phải nấu ăn, Dương Tiêu thực sự rất đau lòng. Vì anh, em bằng lòng, Đường Mộc Tuyết dịu dàng nói. Mộc Tuyết, anh, Dương Tiêu thực sự cảm động. Đường Mộc Tuyết không nhịn được cười nói, em chưa từng thấy anh trông như thế này bao giờ, sao bây giờ anh lại dễ xúc động như vậy? Hơn nữa, em mới mang thai bao lâu? Vận động hợp lý sẽ giúp thai nhi lớn lên khỏe mạnh, nào, anh mau uống canh gà đi. Dương Tiêu không thể từ chối, cầm lây bát, uống canh gà, cả người ấm áp. Chuyện của ông Bạch đã giải quyết xong chưa, Đường Mộc Tuyết tò mò hỏi. Dương Tiêu cười nhẹ, không có gì to tát cả, đã giải quyết xong. Vậy thì tốt, Đường Mộc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Dương Tiêu tắm rửa đơn giản sau đó nằm ở trên giường, lăn lộn một ngày, Dương Tiêu hơi mệt mỏi. Nằm trên giường, Đường Mộc Tuyết áp má vào ngực Dương Tiêu, cô cảm giác được sự ấm áp vô cùng an tâm. Dương Tiêu, em nhớ NHTL. Dương Tiêu sững sờ, anh như đã nghĩ đến điều gì. Nhớ anh. Đây, là nhớ mình kiểu đó. Gợi ý, đây là gợi ý sao? Chẳng lẽ Đường Mộc Tuyết muốn? UML. Trong phòng, Đường Mộc Tuyết phát ra những tiếng rên rỉ, toàn bộ cảnh tượng trở nên khó tả. Đầu mây mưa, Đường Mộc Tuyết tức giận nói, em nói nhớ anh, không phải nhớ chuyện này, anh xem anh kích động chưa kìa, nếu cứ tiếp tục như vậy, em thấy sớm muộn gì cũng sinh nhiêu. Tốt nhất là sinh đôi, sinh một trai một gái, sinh một lần giày vò vừa đi vừa về, Dương Tiêu cười nhẹ. Thực ra Dương Tiêu đã kiềm chế rất nhiều. Anh đã tìm hiểu, có thể quan hệ trong giai đoạn đầu của thai kỳ, nhưng cần chú ý rất nhiều, nên tránh càng nhiều càng tốt trong giai đoạn giữa và cuối. Nếu không sẽ rất không tốt cho sự phát triển khỏe mạnh của em bé. Cũng do quan hệ trước nên dễ xảy ra đột biến gen, có thể dẫn đến sinh nhiều con. Trạng thái lý tưởng của Dương Tiêu là có một trai một gái, thai đầu là con trai, thai thứ hai là con gái. Bởi vì, nếu như vậy anh trai có thể bảo vệ em gái. Hơn nữa, Dương Tiêu có thể nuôi nổi hai bé, mà anh cũng hy vọng một lần được hai, như vậy sau này anh và Đường Mộc Tuyết không phải lo lắng chuyện con cái nữa. Đường Mộc Tuyết sở khóc sở cười, cho dù là sinh nhiều, sinh mấy đứa cũng không phải do anh nói là được. Chuyện như này đâu ai nói chuẩn đâu. Không sao, nếu thai đầu là một, sau này chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng. Dương Tiêu nói đùa. Đường Mộc Tuyết nóng mặt, cô biết nếu tiếp tục cố gắng nhất định sẽ làm chuyện sâu. Vẻ mặt thẳng thắn, Đường Mộc Tuyết nghiêm nghị nói, đúng rồi, nói với anh một chuyện nghiêm túc. Ồ, hai chuyện nghiêm túc gì? Chẳng lẽ chuyện chúng ta vừa làm không phải chuyện nghiêm túc? Dương Tiêu ngạc nhiên hỏi. Đường Mộc Tuyết tức giận nói, anh nghiêm túc chút đi. Chuyện em nói là về tập đoàn Tuyết Tiêu. Về tập đoàn Tuyết Tiêu, Mộc Tuyết, em nói, Dương Tiêu nghe xong vẻ mặt dần trở nên bình tĩnh. Đường Mộc Tuyết nghiêm nghị nói, là thế này, hiện tại ở Đế Đô đang có bão, mấy gia tộc lớn làm dược phẩm lần lượt bị nhổ bỏ, các tập đoàn đều bị tổn thất nặng nề, đây là cơ hội tốt để tập đoàn Tuyết Tiêu tiền quân vào Đế Đô. Định giá thị trường của tập đoàn Tuyết Tiêu không ngừng tăng lên, và em vẫn đang phát triển không ngừng. Cuộc đối đầu giữa tập đoàn Tuyết Tiêu và tập đoàn dược phẩm Hạo Thiên đã gần kết thúc. Bọn Đường Hạo đã nỏ mạnh hết đài, em định để tập đoàn Tuyết Tiêu tiền quân vào Đế Đô. Em muốn mở chi nhánh ở Đế Đô. Ý kiến này hay đó, Dương Tiêu đồng ý. Lần này, anh khởi động một trận mưa gió máu tanh ở Đế Đô, khiến một số lượng lớn lực lượng phải cải tổ, nhiều thị chi bị bỏ trống. Nếu lúc này tập đoàn Tuyết Tiêu tiền quân vào Đế Đô chắc chắn sẽ được hoan nghênh. Tốt cuộc, tập đoàn Tuyết Tiêu hiện đang hoạt động mạnh,
còn có thánh y mới Liễu Giang Hà trấn thủ, vì vậy không cần phải nói đến sức ảnh hưởng và sức triệu tập. Ở thành phố Trung Nguyên, có rất nhiều nhà quyên thê, giàu có giúp đỡ, vị thế của tập đoàn Tuyết Tiêu ở thành phố Trung Nguyên vững như tường đồng. Hơn nữa, trong tương lai Dương Tiêu dự kiến sẽ phát triển ở Đề Đô trong thời gian dài. Tập đoàn Tuyết Tiêu mở một chi nhánh, điều này giúp anh thường xuyên được gặp Đường Mộc Tuyết, đó là một điều tốt. Đường Mộc Tuyết tiếp tục, em đã điều tra, tất cả, các tập đoàn dược phẩm bị xóa số này đều hợp tác với tập đoàn Đề Hào. Hiện tại, tập đoàn Đề Hào đã mất các đối tác chiến lược này. Chúng ta có thể đến tập đoàn Đề Hào thảo luận về việc hợp tác. Tập đoàn Tuyết Tiêu chúng ta luôn có danh tiếng hàng đầu, em nghĩ họ sẽ rất quan tâm. Hả, tập đoàn Đề Hào, Dương Tiêu ngạc nhiên. Lúc này, Dương Tiêu mới thực sự nhận ra, tập đoàn Đề Hào đã thực sự gây ra một làn sóng lớn tong nước, tầm ảnh hưởng của nó vô cùng lớn. Không biết có bao nhiêu gia đình hàng đầu trong nước hợp tác với tập đoàn Đề Hào ít nhiều hợp đồng. Ngay cả tập đoàn Tuyết Tiêu tiền vào Đệ Đô, Đường Mộc Tuyết cũng muốn hợp tác cùng, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Dương Tiêu. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết tò mò hỏi, tìm tập đoàn Đề Hào hợp tác có vấn đề gì sao? Không sao, không sao. Mộc Tuyết, em nói tiếp đi, Dương Tiêu dở khóc dở cười. Tạm thời anh chưa nói với Đường Mộc Tuyết mình là ông chủ của tập đoàn Đề Hào, anh muốn cho Đường Mộc Tuyết một bát ngò bí mật. Cho tới bây giờ, Dương Tiêu mới nhận ra một chuyện. Trong quan hệ nam nữ tốt nhất nên duy trì cảm giác thần bí, nói những gì nên nói, những gì không nên nói thì không tiết lộ quá nhiều. Cũng giống như thân phận long chủ của Dương Tiêu, bản thân chuyện này đã dây dựa lớn, một khi Đường Mộc Tuyết biết chuyện, nhất định sẽ lo lắng cho anh khắp nơi. Dương Tiêu mong muốn Đường Mộc Tuyết phát triển không lo không nghĩ, mà không phải ép đạp gió rẽ sóng. Những người đạp gió rẽ sóng thường bị sóng đánh chết trên bãi biên, rất ít người thành công. Hơn nữa, Đường Mộc Tuyết đang mang thai, Dương Tiêu thực sự không muốn Đường Mộc Tuyết quá mệt mỏi. Đường Mộc Tuyết trịnh trọng nói, thị trường dược phẩm ở các khu vực khác gần như bão hòa, Đề Đô đã trải qua lễ rửa tội, hiện đang trong tình trạng bỏ chồng. Trong tương lai, tập đoàn Tuyết Tiêu cần phải mở rộng ra khắp mọi miền đất nước. Đề Đô là thủ đô, nếu có thể bén rễ ở Đề Đô, sức ảnh hưởng của tập đoàn Tuyết Tiêu nhất định sẽ tăng lên mức cao hơn. Kế hoạch của em là ngày mai em sẽ đến tập đoàn Đề Hào bàn bạc trực tiếp, Dương Tiêu, anh nghĩ sao? Anh không có ý kiến, anh hoàn toàn ủng hộ. Mộc Tuyết, đi đi, em cứ tự tin mà làm, Dương Tiêu nhẹ nhàng nói. Đường Mộc Tuyết cần phát triển, anh âm thầm ủng hộ là được, nói quá nhiều cũng không cần thiết. Như thế này, Đường Mộc Tuyết sẽ tìm thấy những điều bất ngờ ở mọi nơi trong cuộc sống. Biết Dương Tiêu rất đồng ý với suy nghĩ của mình, Đường Mộc Tuyết vui vẻ như một đứa trẻ 3 tuổi. Cô biết sắp tới Dương Tiêu cần phải hoạt động ở Đề Đô, tập đoàn Tuyết Tiêu mở chi nhánh ở Đề Đô, một khi thành công, cô sẽ có thêm cơ hội gặp Dương Tiêu. Như đã biết, trong lòng Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu không chỉ là cha của con cô, mà là tất cả của cô. Ôm Đường Mộc Tuyết trong lòng, đêm nay bình yên đến lạ thường. Ngày hôm sau Dương Tiêu dậy sớm chuẩn bị bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, Mộc Tuyết, em đến tập đoàn Đề Hào trước, anh đi xử lý chút chuyện. Vâng, Đường Mộc Tuyết nhẹ nhàng nói. Tối qua Hoa Mộ Tranh đã chọn một số khách sạn, mỗi khách sạn đều có đặc điểm riêng, Hoa Mộ Tranh bảo Dương Tiêu tự kiểm tra. Rốt cuộc là vì Lý Thần Chiến, Dương Tiêu quyết định đích thân đến địa điểm tổ chức hôn lễ. Tập đoàn Đề Hào thuộc về anh. Chuyến đi của Đường Mộc Tuyết nhất định sẽ thuận buông xuôi gió, Dương Tiêu có thể tưởng tượng được Đường Mộc Tuyết sẽ nhận được tin vui. Ăn sáng xong, Dương Tiêu đến một số khách sạn quan sát, còn Đường Mộc Tuyết thì đến tập đoàn Đề Hào bàn bạc. Với sự ủng hộ của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết tự tin sẽ thăng trong cuộc đàm phán này. Không lâu sau, Đường Mộc Tuyết đến tập đoàn Đề Hào. Đường Mộc Tuyết, khoảnh khắc người đàm phán của tập đoàn Đề Hào nhìn thấy Đường Mộc Tuyết, anh ta đã kinh ngạc. Đường Long, Đường Mộc Tuyết nhìn thấy người bàn bạc, gương mặt xinh đẹp cũng sững sờ. Đúng vậy, rõ ràng Đường Long đến Đề Đô làm việc trong tập đoàn Đề Hào, đảm nhiệm chức vụ là người đàm phán. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết, Đường Long vui mừng khôn xiết. Nghĩ đến sự sỉ nhục mà Dương Tiêu đã từng mang đến cho mình, Đường Long nhìn chăm chăm Đường Mộc Tuyết với cảm giác sảng khoái mạnh mẽ. Cuối cùng mình cũng chờ được cơ hội làm nhục Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Đường Long chậm rãi đứng lên. Vẻ mặt anh ta lạnh nhạt, thì ra là cô à Đường Mộc Tuyết, được rồi, xem ra không cần bàn bạc, Đường Mộc Tuyết, cô có thể cút. Đường Long, cho dù anh là người,
Đàm phán, anh cũng không có quyền quyết định mà, Đường Mộc Tuyết lạnh giọng hỏi. Đường Long cười dữ tợn, Đường Mộc Tuyết, cô thật sự coi mình là đồ chơi à? Nói cho cô biết, hiện tại tôi là trưởng đoàn đàm phán của tập đoàn Đề Hào, sống chết của cô đều nằm trong tay tôi. Cút, cút ngay cho tôi. Hôm nay, muốn bàn bạc thành công trong tay tôi, đơn giản kẻ ngu năm nơn, trừ phi. Dương Tiêu là chủ của tập đoàn Đề Hào, nhưng chủ của tập đoàn Đề Hào, Dương Tiêu, anh ta xứng không? Dứt lời, giọng điệu Đường Long đầy mỉa mai, như thế. Dương Tiêu là một tên hề. Như thể lần này số phận của Đường Mộc Tuyết hoàn toàn nằm trong tay anh ta. Giờ phút này, không cần phải nói Đường Long đã vui vẻ như thế nào. Vì Dương Tiêu, anh ta đã bị sa thải 3 lần liên tiếp. Nhà họ Tông ở Trung Nguyên, công ty chỉ nhánh của nhà họ Lý, tập đoàn chăm sóc sức khỏe của Kim Đại Trung. 3 lần, chính xác là 3 lần. Nếu là người bình thường, e rằng tâm lý đã nỗ tụng, mà Đường Long càng bị áp chế càng mạnh. Anh ta đến Đề Đô, trực tiếp làm trưởng đoàn đàm phán của tập đoàn Đề Hào. Lần này, lương cả năm của anh ta đã tăng gấp 10 lần, lên tới hàng chục triệu tệ. Nhìn Đường Long tràn đầy đắc ý hung hăng ngang ngược, sắc mặt Đường Mộc Tuyết trăng bệch, cô không ngờ lại có thể gặp Đường Long ở đây. Đường Long vì Dương Tiêu bị sa thải 3 lần, Đường Mộc Tuyết biết tất cả về những chuyện đó. Giờ thì hay rồi, bởi vì Đường Long, có lẽ tập đoàn Tuyết Tiêu gần như không thể tiến hành hợp tác kinh doanh với tập đoàn Đề Hào. Đường Long cười dữ tợn nói, Đường Mộc Tuyết à Đường Mộc Tuyết, phải thừa nhận, sở dĩ tôi có thể có thân phận như ngày hôm nay, thật sự nên cảm ơn cái thứ rác rưởi Dương Tiêu nhà cô, nếu không có anh ta, tôi cũng không thể đến Đề Đô, cũng không thể đảm nhận chức vụ trưởng đoàn đàm phán của tập đoàn Đề Hào. Tạo hóa trêu ngươi, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Không ngờ đúng không, lần này cô lại rơi vào tay tôi. Muốn hợp tác với tập đoàn Đề Hào, hừ, đúng là kẻ ngu năm mo. Trong khoảng thời gian này, bất cứ khi nào Đường Long nhớ đến những ngày tháng ở thành phố Trung Nguyên, anh ta vô cùng căm ghét Dương Tiêu. Nếu không có, Dương Tiêu, anh ta cũng không đến nỗi lần nào cũng nhếch nhác như vậy. Bị sa thải 3 lần trong 1-2 tháng, ai mà chịu nổi. Giờ gặp lại Đường Mộc Tuyết, Đường Long quyết định trút hết hận thù với Dương Tiêu lên Đường Mộc Tuyết. Đường Long, anh đừng có quá đáng. Quyết định của anh không phải đại diện cho ý chí của toàn bộ tập đoàn Đề Hào, Đường Mộc Tuyết lạnh lùng nói. Đường Long nghe xong, anh ta chê nhạo, thật không? Đường Mộc Tuyết, cho tới bây giờ cô vẫn chưa biết rõ tình huống sao? Cô còn không thể vượt qua cấp của tôi, cô còn muốn bàn hợp tác kiểu gì, cô cho rằng tập đoàn Tuyết Tiêu rất giỏi à? Nói cho cô biết, tập đoàn Tuyết Tiêu chỉ là một đồ vật nhỏ trong tập đoàn Đề Hào. Mọi người, có lẽ mọi người còn chưa biết. Cái gọi là tập đoàn Tuyết Tiêu có trụ sở chính tại thành phố Trung Nguyên, định giá thị trường cũng chỉ trên chục tỷ tệ. Giọng điệu của Đường Long khá thoải mái, anh ta cực kỳ khinh thường Đường Mộc Tuyết. Hóa ra là một tập đoàn nhỏ ở trong nước, có lẽ đặt trong lòng có chút danh tiếng, nhưng đây là Đề Đô, nơi nào cũng có tập đoàn trên chục tỷ tệ. Đúng vậy, trước mặt tập đoàn Đề Hào, một tập đoàn trên chục tỷ tệ, hoàn toàn không có tính chất hợp táo. Loại tập đoàn nhỏ này hoàn toàn không cần báo cáo lên trên, một mình Đường Tổng, Đường Long có thể quyết định xông chê. Nhóm người đi theo Đường Long cười nhạo, như thế trong mắt họ tập đoàn Tuyết Tiêu không chịu nổi một đòn. Nghe thấy rồi chứ, Đường Long cười tùy ý. Tập đoàn Đề Hào là sự tồn tại chói sáng nhất ở Thiên Phủ Chi Quốc. Định giá thị trường đã vượt quá 1.000 tỷ tệ, là bá chủ không lồ thực sự. Có thể hợp tác với tập đoàn Đề Hào, có định giá thị trường trên 1 triệu tệ. Cũng chỉ nhận được vé vào cửa hợp tác với tập đoàn Đề Hào. Nói trắng ra, tập đoàn 10 tỷ tệ mới chỉ bước vào ngưỡng cửa hợp tác của tập đoàn Đề Hào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.